chương 761, Giật Long 2. Tiêu Thành Bình đứng dậy lần nữa, thanh quang trên người vân còn. Dường như vừa rồi cửu các toàn lực tấn công chỉ như gãi ngứa. Kết trận, Tiêu Thành Bình tức giận quát. 36 tên long vệ đồng thời ra tay. 36 đạo kinh khí hình rồng gào thét lao ra. Cửu các thi triển đội quang, bay thăng lên trời. Thấy động thuật của cửu các kinh người như vậy. Tiêu Thành Bình vừa kinh hãi vừa tức giận. Võ công quỷ thần khó lường, hoàn toàn không thua kém gì tiêu cát Long nhân chiến trận dù mạnh đến đâu, cũng không thể đuổi theo cửu cát bay lên trời xuống đân nếu đã vậy chi bằng đổi mục tiêu tiêu thành bình hai tay liên tục đẩy ra 36 đạo kinh khí hình rồng đều do hãn điều khiển trong nháy mắt gió nòi mây phun tiếng rồng ngồng vang vọng khắp trời đân 36 đạo kinh khí hình rồng gào thét lao về phía người vạn đại quân nhân tộc kết thành chiến trận trên tường thành chiến sĩ mặc giáp bạc phung là chắn huyền quang tăng vọt giống như tảng đá trồng đỡ kinh khí hình rồng không ngừng nghiền ép trên người tiêu thành bình lần nữa tôn ra thanh quang lần này thanh quang bao phủ tất cả long vệ long hành kinh khí do 36 tên long vệ phóng ra ngưng một màu xanh dưới sự gia trì của lực lượng cổ uy lực của long hình khí kình tăng mạnh pha vỡ phòng ngự của chiến trận nhân tộc dê như bẻ rãy cành khô tiếng lầm của long hành kinh khí vang vọng khắp kinh đô văn võ bá quan kinh hoàng lo sợ khí thể nhân tộc tụt xuống đáy cốc đúng lúc này một đạo động quang từ trên trời đát rùa. chính là cửu cát đã đi rồi quay lại cửu cát ông cửu khúc tì bà trong ngực ngón tay khẽ dày đỉnh đỉnh đang đang đỉnh đang đang một khúc tỳ bà vang lên huyễn âm khúc của tiểu câu năm xưa lại tái hiện nhân gian tiếng đàn vừa vang lên phía sau cửu cắt hiện ra cung điện nguy nga tráng lệ đại chu vương triều ba ngàn năm trước đột nhiên tái hiện cung nữ ca múa tiếng đàn sáo rộ ràng thái bình thịnh thế vạn dân bái lạnh. thanh long gào thét bị nhấn chìm trong vương triều kỳ ảo nó đâm vào cung điện nguy nga cuối cùng lạc lôi trong đó 36 tên long vệ bao gồm cả tiêu thành bình đều rơi vào ảo cảnh kinh khí hình rồng màu xanh cuồn cuộn quay trở lại nện xuống 36 tên long vệ. Một khúc tỉ bà kết thúc, 36 tên long vệ ngã xuống đất. Dâu tóc Tiêu Thành Bình đã bạc trang, lực lượng cổ ban cho hắn sức mạnh vô tận, nhưng sức mạnh này lại bị hắn tự mình lãng phí, lấy giáo của mình công kích lá chân của mình. Cửu các Ung tỉ bà đáp xuống đất, thở dài nói: "Ngươi bị lực lượng che mờ mắt, không có trí tuệ thì không thể không chê được lực lượng chân chính." Tiêu Thành Bình biết đại nạn của mình đã đến, hồi quang phản chiếu, Tiêu Thành Bình lão lệ tung hoành, vô cùng hồi hận nói: ta không nên giết tộc trưởng, phản bội chủ công, ta đang chết. Hãy nhắm mắt, Cửu cắt lật tay, thân quang phá lãng xít nên xuống đấu tiêu thành bình. Lực lượng cổ đã bị hắn tiêu hao cạn kiệt, căn bản không thể chống đỡ đòn toàn lực của cửu Cát kim đan kỳ. Tiêu thành bình bị đánh nát thành cho bụi, lực lượng cổ màu xanh tỏa ra quang mang thần phục, cổ phong màu đen ập tới. 36 tên long vệ bao hùng cả lực lượng cổ đều biến mất không còn dấu vết, từ đó về sau. Cảnh giới long nhân nguyên thủy biến mất, nhưng điều này không có nghĩa là trên thế gian không còn long nhân. 36 long nhân còn có hậu dậy. Nhiều năm qua, tiêu gia đã có không ít tiểu long nhân. Tu hóa nhân có thể sinh sôi nảy nở, chư đầu nhân kết hợp với chư đầu nhân có thể sinh ra chư đầu nhân, ngư đầu nhân kết hợp với ngư đầu nhân có thể sinh ra ngư đầu nhân. Chư đầu nhân và ngư đầu nhân kết hợp với nhau không dễ dàng mang thai, nhưng một khi mang thai, có thể sinh ra chư đầu nhân hoặc ngư đầu nhân. Hệ thống tu luyện thú hóa nhân đã bù đắp được khuyết điểm lớn nhất của lũ tình của đạo đó là cổ sư hữu tình cổ đạo không thể sinh sôi nảy nở cuối cùng chỉ có thể hóa thành trùng yêu tu hóa nhân có thể sinh sôi nảy nở hữu tình cổ tu nhất định phải tự mình thành đạo thu hóa nhân có thể cùng nhau thành đạo không thể nghi ngờ hệ thống tu luyện thú hóa nhân càng thêm cường đại tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của vô tình cổ đạo nếu cửu cắt luyện thành hy vọng cổ hữu tình cổ đạo sẽ bị diệt sạch trong thời gian ngắn, nhưng hệ thống tu luyện thú hóa nhân thì không đây sẽ là một quá trình cạnh tranh lâu dài có lẽ nhân tộc sẽ bị thú hóa nhân thay thế sau khi đại chiến dưới kim đô thành kết thúc cửu cát không còn vào trường nữa dù vậy văn võ bá quan vẫn im thiên thích như ve sầu mùa đông chương 762, buông rèm chấp chính một u đế đã lên chiều 2 tháng đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu chuyển ngự y trần bệnh ngự y chúc mừng thánh thượng chúc mừng thánh thượng ngươi đã có long thai thái hậu và hoàng hậu chờ bên ngoài nhìn nhau hoàng hậu thầm nghĩ cái gì ta còn chưa có nàng đã có rồi ta đúng là nữ nhân vô dụng thái hậu chuyện này ngươi phải giữ kín. Ngự y, thần biết, nhất định giữ kín. Hoàng hậu, hãy đi báo tin vui này cho đại học sĩ, như đại học sĩ vui, biết chừng ngươi cũng có cơ hội được nếm thử tư vị làm mẹ. Ngự y, đa tạ hoàng hậu nương nương ban ân. Vị ngự y này là nữ, dáng người yếu điệu, dung mạo trẻ trung, tỉnh thông y thuật. Cửu cát thậm chí còn không nhớ rõ tên nàng. Cửu cát là người quan sát, quan sát hai thế giới. May mà có tâm nhãn cổ, cửu cát có thể nghe hiểu được lòng ngươi hắn đưa tay vẽ một cái sau đó lại xoa xoa trực tiếp xâm nhập vào trái tim nữ nhân hoàng hậu cũng chuyển đến tin vui nữ ngự y vui mừng hớn hở đến lĩnh thưởng lần này cửu cát rốt cuộc cũng nhớ kỹ tên nữ ngự y tống tinh tỉnh một tháng sau bụng u đế đã hơi lộ rõ u đế quyết định không lên trường nữa nhưng triều hội vân phải tiếp tục giờ phút tảo triều ngươi báo trống rỗng thái hậu và hoàng hậu buông rèm chấp chính hoàng hậu ở đây chính là u đế ôi thái hậu buồn nôn u đế mẫu hậu không thể nào thái hậu không có người yên tâm ta đã dùng mọi lực ép ra ngoài rồi chỉ là tối qua ăn đồ hơi khó tiêu nên hôm nay hơi buồn nôn ô đế tối qua mẫu hậu ăn gì mà khó tiêu vậy chẳng lẽ là tôm hùm sao thái hậu ai không phải là nó thì là gì ô đế phần đầu hay phần đuôi thái hậu đầu đuôi đều có lúc ăn thì không sao dường nghĩ lại thay hơi buồn nôn ôi thái hậu lại nôn khan thái hậu nôn ô đế cũng buồn nôn theo như đến thái hậu ăn cả đầu lẫn đuôi nàng cũng không chịu nổi hai cung nữ vội vàng bưng lên hai cái ông nhổ để thái hậu và u để thay nhau nôn cùng lúc đó văn võ bá quan vào chiều thái giám hô có việc tấu lên không có việc gì bãi chiều trung thừa ngự sử thầm nghĩ ngươi báo chồng rồng thái hậu buông rèm chấp chính đây là chuyện gì đinh bộ thị lang thầm nghĩ chuyện gì thì cũng phải nhị. hôm nay người kia cũng vào chiều rồi sau khi văn võ bá quan vào chiều nhất phòng đại học sĩ kiều cát cũng chậm rãi bước vào chiều cửu môn đề đốc, thần phụ trách an nguy hoàng cung. Không biết thánh thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không thể tự mình lâm triều? Thái hậu, con ta thân thể có bệnh, cần tĩnh dưỡng một năm, một năm sau mới có thể vào triều. Lời vừa dứt, trong lòng các vị đại thần như muốn nổ tung, cửu các móc móc tay, lầu vẻ không kiên nhân. Thái hậu, truyền ý chỉ của ta, cửu môn đề đông mạc trung tường tham nhũng vô độ, làm nhiều điều ác. Cách chức điều tra, chức cửu môn đề đồng liên quan đến an nguy của Kim Đô, an nguy của Thánh Thượng, ta quyết định để bạch âu anh tứ quân tiếp quản chức cửu môn đề đốc áp giải mạc trung tường vào đại lao Ô đế mà trung tường thần oan ủ ưu đế mẫu hậu ngươi đang làm gì vậy thái hậu không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao ai dám lên tiếng thì mang kẻ đói giết và dạ khi ưu đế dù vậy cũng không thể trực tiếp tuyên bổ như vậy phải để trung thừa ngự sử đưa ra chứng cứ tham nhũng của mạc trung tường sau đó phái không sai đi xác minh sau khi xác minh là thật mới có thể định tội cuối cùng mới do bá quan đề cử người thay thể chức cửu môn đề đồng sao có thể trực tiếp nói ra ý đồ như vậy thái hậu võ công của người yếu chỉ có thể chơi như vậy bây giờ phu quân đang ở đây không cần phải rác rồi như vậy muốn nói gì thì nói ai không phục thì giết thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đê mới gọi là vương u đế cái đó gọi là bá vô tân vong tân vong đó là con đường tự diệt thái hậu dù sao ta cũng không quản được bao lâu u đế thôi để ta u đế ho khan một tiếng dùng giọng nữ trong chẳng nói mà trung tường ngươi lui xuống trước đi ngươi cũng không cần lo lắng chuyện tham nhũng phải do tam tỷ hội thầm mới có thể định tội bất kỳ ai cũng không thể tùy ý định tội người khác trên triều mà trung tường đa tạ hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương sáng suốt bách quan cảm kích ai nấy đều xúc động thậm chí có người lão lệ tung hoành nước mắt rơi lã chã trung thường ngữ sử hoàng hậu nương nương thật sáng suốt quả nhiên dường đáng là mâu nghi thiên hạ chỉ là tên mạc trung tường này đức không xứng vị quả thật có hành vi tham nhũng không chỉ như thế hắn còn hài hiếp dân lành chiêm đoạt tài sản cướp dụng đơn khiến vô số bá tánh trở thành tá điền. đúng là tội ác tài trời vi thần đã đem tội ác của hắn viết thành sách trên đó có ghi chép hơn 1076 tội tội nào cũng đáng chém đầu xin bệ hạ làm chủ chương 763, buông rèm chấp chính hai thái hậu hắn nói hắn di lại bao nhiêu tội ưu đế một nghìn bảy mươi tội Thái hậu, có phải hơi nhiều không? U đế, không nhiều. Đây mới gọi là trẻ che cũng không hết tội. Treo lời tấu của trung thường ngự sử, hai tên lực sĩ vánh hai giọt che bước lên, bên trong chất đầy số sách ghi tội ác của Mạc Trung Tường. Mạc Trung Tường, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, ta từng liều chết vì đại càn, từng đổ máu vì thánh thượng. U đế, chỉ là cáo buộc chưa định tội. Nhi phẩm đại học sĩ chim tử khánh, châm, ạc, ta lệnh cho ngư dân giả tam hội thẩm điều tra án này. Mạc Trung Tường lập tức đình chỉ chức vụ, do bạch âu anh tướng quân tạm thay chức để đông cử môn thái giám truyền bạch âu anh tướng quân vào triều bạch âu anh tướng quân một thân nhung trang bước lên triều đình võ công của mạc trung tường tuy cao nhưng có cửu cát ở đây hắn nào dám lõ mãng bạch âu anh sau khi vào triều mặt mũi dữ tợn cười răn trực tiếp dùng pháp khí xuyên qua xương bảo vai của mạc trung tường khoa hắn lại cho dù võ công của hắn có cao cử đền đâu cũng không thể làm nên sóng gió gì chúng thần trong triều ai nấy đều bi ai bọn họ đều là những người ủng hộ u đề thi hành chế độ quận huyện cho quá trình san bằng đơn phong cửu châu lập được không ít công lao rất nhiều người vì muốn tránh hiểm nghi đều không phát triển thế lực gia tộc mà chuyên tâm bồi đắp thể lực nơi triều đình tuy rằng dưới làn sóng cải cách quận huyện việc phát triển thế lực triều đình thuận buồn xuôi gió nhưng chỉ cần một câu nói của bậc đế vương cái gọi là thế lực triều đình cũng sẽ tan biên như mây khói trong chốc lát không ít quan viên trong triều như binh bộ thị lang lại bộ chỉ lang đều lộ vẻ lo lắng tiếng lòng của bọn họ lọt vào tai cửu cát không sót một chút gì cửu cát móc móc tay nảy mặt không kiên nhân nghe quá nhiều chuyện ở trốn triều đình thật chán nản u đế giả trang làm hoàng hậu cùng thái hậu bung rèm nhất chính mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi vì thái hậu ngang ngược nên u đế giả hoàng hậu nhanh chóng thu phục được lòng người văn võ bá quan không ai không thần phục vài tháng sau cửu cát lặng lẽ rời đi triều đình đã ổn hậu cung cũng yên ổn quan trọng hơn là hầu như tất cả mọi người trong hậu cung đều đã trúng chiêu của hắn kể cả vị ngự y trần trị bệnh tình cho các phi tần tổng tinh tỉnh trốn tiền triều đã chán trốn hậu cung lại trang thể động vào đi thôi cửu các phi độn vạn dọng, đến mông trạch mông trạch là nơi độc trùng sinh sông là nơi thích hợp để nghiên cứu cổ trùng sau khi thất nguyệt thanh đường chết mông trạch không còn ai cống nhất lại một lần nữa trở về thời kỳ nguyên thủy điều khiến cửu các bất ngờ là ở nơi mà ngay cả không khí cũng có độc này lại có những thôn xóm của người phàm sinh tồn một cách man cường. Người phàm ở trong thôn xóm này đã hoàn toàn thích nhỉ với hoàn cảnh sinh sôi này nở, sông tự tại, mông trạch, thôn xóm của nhân tộc che mặt những người trong bộ lạc này đếu mọc ngâm, nấm đất màu vàng nhầy nhụa, trẻ sơ sinh thì không có nhưng chỉ cần được cha mẹ ung hôn trong một hai tháng trên mặt chúng cũng sẽ tự nhiên mọc ra nấm đân. Thổ khuẩn sinh trưởng vô cùng chậm, phải đến khi những thổ dân này ba mươi mấy tuổi nấm mới lan ra toàn thân, ăn mòn da thịt cuối cùng sẽ ăn hết thân thể của họ. Khi sắp chết, bọn họ sẽ giống như một bộ xương khô mục nát, sụp đồ trong chốc lát, hóa thành nầm đân nhầy nhụa, trở về với đân mẹ. Người trong bộ lạc rất khó sống qua tuổi 40, nhưng thổ khuẩn cũng mang đến cho bọn họ rất nhiều năng lực đặc biệt, ví dụ như không sợ độc trùng, thậm chí còn có năng lực giao tiếp bằng ý niệm. Toàn bộ người trong lạc giống như một thể thông nhất. Bộ lạc này trước kia từng có thần linh mà họ dùng bái, chính là yêu thú trong mông trạch. Sau khi thất nguyệt thanh đường chết, mông trạch không còn ai thông lĩnh cổ tu không có hứng thú với việc nuôi dưỡng con người yêu tu lợi hại thì chưa phát triển hoàn cảnh biến đổi đột ngột khiến cho nhân tộc gần như bị diệt vong kế nhưng năng lực sinh tồn của nhân tộc vượt ngoài sức tưởng tượng bọn họ không những không bị diệt vong mà còn dựa vào thổ khuẩn để sinh sôi nảy nở hình thành nên một tộc người thổ khuẩn độc đáo người thổ khuẩn đến 15, 16 tuổi là đã có thể sinh con có người thậm chí mới 14 tuổi vòng đời của người thổ khuẩn vốn đã rất ngắn trung bình một người không sống quá bốn tuổi nên tuổi sinh sản của bọn họ cũng được rút ngắn lại. Cửu Các ở mông trạch 10 năm, trong 10 năm này, vách tiên khiếu của hắn chậm rãi mở rộng ra, tuy tốc độ rất chậm, nhưng tổng diện tích lại tăng lên không ít. Chương 764, lực đẩy thứ nhất một, diện tích tăng thêm hầu hết là đầm lầy và núi rừng, thậm chí còn có cả độc khí, địa hình địa mạo dân dông với mông trạch, hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cho những người phàm sông trong tiên khiếu của hắn không thể nào đền gân cả đời bọn họ cũng không thể đi đến biên giới của tiên khiếu. So với những người trong bộ lạc ở Mông Trạch, những người phàm sống trong tiên khiểu của Hàn thật sự rất hạnh phúc, Cửu Các không có ý định can thiệp vào chuyện sinh sôi nảy nở của bọn họ, nếu như bọn họ bị diệt vong, vậy thì cứ để bọn họ diệt vong, thiên đạo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, mới là đạo vô tình, Cửu Các rời khỏi Mông Trạch, đi đến sa mạc, sa mạc Xích Hải Minh Mông, Cửu Các tìm được cửa vào sông Vô Nguyên, trong sông Vô Nguyên. Khắp nơi đều là những tiểu đản nhân, trải qua nhiều năm phát triển, tiểu đàn nhân cũng đã có quy mô nhất định tương đương với một bộ lạc nhân tộc một đạo động quang đáp xuống bên cạnh lão nhân mã sư phụ cửu các cung kính hành lê ngươi đã trở về mãn cầu có vẻ rất kinh ngạc cửu cát mấy năm trước ta may mãn được mãn sư phụ chỉ điểm những năm qua có thêm một chút cảm ngộ muôn cùng sư phụ thảo luận mãn cầu vui vẻ vuốt bộ dâu bạc của mình nói ngươi nói đi cửu cát vì sao có những thế giới có nhật nguyệt tinh thần mà có những thế giới lại không có mãn cầu Vạn vật đều mang trong mình âm dương, khí dung hỏa, một chủng tộc hoàn chỉnh tất nhiên sẽ có nam có nữ, một thế giới hoàn chỉnh cũng sẽ có ngày và đêm, nhật nguyệt tỉnh thần luân chuyển, Cửu Cát, nhưng ta từng thấy một thế giới hoàn chỉnh, nó không có nhật nguyệt tỉnh hà, cũng không phân biệt ngày đêm. Mãn Cầu, ngươi có chắc đó là một thế giới hoàn chỉnh? Ta chắc chắn, Cửu Cát quả quyết nói. Mãn Cầu, thiên hạ to lớn, không là không có. Tuy rằng vạn vật đều mang trong mình âm dương, nhưng cũng có những mài lưỡng tính, âm dương không phân ví dụ như run đất, ốc sen. Sen trần đều là những loài không phân biệt được cái, nhưng những loài này chỉ là sinh vật cấp thấp, sinh vật càng cao cấp thì càng phức tạp. Cửu cát, ý của ngài là thế giới sơ khai không phân biệt ngày đêm, chỉ có thể giới cao cấp mới có nhật nguyệt tình thần. Mãn cầu, chính xác là như vậy, đa tạ sư phụ giải đáp. Cửu cát chấp tay hành lễ. Đến lúc này, cửu cát rốt cuộc cũng hiểu được mẫu trồn để đột phá từ lục truyền lên thân truyền. Nhưng cho dù đã biết được mấu chốt, thì làm sao để tiên khiểu của hắn có được nhật nguyệt tỉnh thần phân biệt ngày đêm cửu cát không nóng vội hắn có đủ thời gian để suy nghĩ mười năm sau tiên khiếu của cửu cát lại mở rộng thêm một phòng sa mạc bên ngoài thảo nguyên và rừng rậm là đấm lây bên ngoài đầm lây là sa mạc hôm nay cửu cát lại đến xin mãn cầu chỉ giáo ta không còn nhiều thời gian nữa muốn đến xem tiên khiểu của ngươi một chút mãn cầu nói thang, chỉ chân thực xong nháy mắt mãn cầu đã tiên vào trong tiên khiêu của cửu cát mãn cầu nằm trên thảo nguyên nhìn bầu trời xám xịt đây là một thế giới sơ khai không có nhật nguyệt tinh thần không phân biệt ngày đêm ha 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 đây quả nhiên là một thế giới sơ khai giống như run đất ốc gen, thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt cửu cát ngươi nghe cho kỹ đây run đơn sông một vạn năm cũng chỉ là run đất cho dù trải qua bao nhiêu năm thế giới này cũng không thể nào lột xác giữa không trung từng điểm sáng dân hiện ra hư ảnh của cửu cát xuất hiện trước mặt mãn câu cửu cát xin tiên sinh chỉ giáo lãn cầu ngươi hẳn cũng biết vạn vật trong vũ trụ này bao gồm cả nhật nguyệt đều vận động theo quán tính cửu cát đúng vậy chỉ cần có quán tính nhật nguyệt tinh thần luân truyền tất nhiên sẽ có ngày và đêm mãn cầu vậy ngươi có biết quán tính của nhật nguyệt tinh thần được hình thành như thế nào không cửu cát tí này là lực đẩy thứ nhất mãn cầu ngồi bê xuống đất vút ve bộ râu bạc trắng của mình nói căn cứ vào định luật thứ hai của nhiệt động lực học vũ trụ cuối cùng sẽ nghi đến hồi kết giống như trạng thái ban sơ của nó không có thời gian không có không gian cũng không có sinh mệnh, tất cả đều không tồn tại, tất cả đều quy về hư vô. Nếu tích diệt là trạng thái ban sơ của vũ trụ, vậy thì vũ trụ rực rỡ muôn màu muôn vẻ này được sinh ra từ đâu? Chính là lực đầy thứ nhất. Vũ trụ được sinh ra từ lực đầy thứ nhất, sinh mệnh cũng bắt nguồn từ lực đầy thứ nhất. Cửu cát, lực đầy thứ nhất rốt cuộc là gì? Mãn cầu, là giấm sét, là tia chớp, là sự bùng nổ, là năng lượng tích tụ của lượng tử, là tai kiếp hủy thiên diệt địa, sinh với gian năng khổ cực, tử với an nhiên, con người chỉ khi đổi mặt với nguy hiểm mới nắm bắt được cơ hội, thế giới chỉ khi đôi mặt với tai kiếp mới có thể lột xác. Chương 765, lực đẩy thứ nhất hai, tai kiếp là nguồn gốc của mọi sự biến đổi. Tai kiếp chính là lực đẩy thứ nhất. Làm cách nào để tạo ra tai kiếp trong tiên khiểu của ta? Cửu cắt hỏi. Nãn còng là trên lệch, trên lệch, giống như lực đẩy thứ nhất của vũ trụ được hình thành từ sự trên lệch của lượng tử. Ta lấy một ví dụ đơn giản. Ngươi gặp một võ giả mạnh hơn ngươi rất nhiều, hắn ta muốn giết ngươi, võ công của ngươi và hắn có sự chênh lệch rất lớn ngươi buộc phải tôi luyện võ công của mình để chống lại hắn ta nếu thăng ngươi sẽ lột xác còn thua thì sẽ chết đó chính là chênh lệch cửu cát ý ngài là để cho một thế giới mạnh mẽ hơn xâm lân thế giới của ta nãn công không sai chính là như vậy cửu cát nhíu mày những năm qua cửu cát không muốn thu thập quá nhiều thứ từ bên ngoài không phải vì hắn muốn bảo vệ thế giới bên ngoài mà là vì cửu cát muốn tiên khiểu của mình tự phát triển hình thành nên một hệ sinh thái độc lập Hoàn cảnh như thế nào sẽ sản sinh ra sinh mệnh như thế ấy? Cửu các muốn tiên khiếu của hắn sản sinh ra những sinh mệnh khác biệt so với thế giới bên ngoài, thì nhất định phải giữ cho nó tính độc lập tương đối. Hơn nữa, Cửu các có tu vi kim đan kỳ, thọ nguyên vượt xa người thường. Cửu Cát nói như vậy, chỉ cần ta ra sức thu thập mọi thứ từ thế giới bên ngoài, như vậy sẽ tạo ra sự chênh lệch giữa thế giới bên ngoài và tiên kiếu của ta. Từ đó dân đền tai kiếp, mãn cầu ngu sần. Ngươi căn bản không hiểu gì về tranh lệch làm như vậy chỉ khiến cho tiên khiểu của ngươi trở thành một phần của thế giới bên ngoài mà thôi trên lệch trên lệch chính là khác biệt khác biệt thật khó Cửu cát lẩm bẩm tự nói Cửu cát tu luyện ra tiên khiếu đã hơn 20 mươi nắng các loài trong tiên khiếu cũng mới chỉ thay đổi được vài đời ngoại trừ một số loại côn trùng có phần khác biệt với côn trùng bên ngoài còn châu bào ngựa cũng chỉ thay đổi được một hai đời còn nhân tộc thì thậm chí còn chưa thay đổi được một đời mà thế giới bên ngoài đã là muôn hình vạn trạng thú nhân long nhân ngũ nhân đàn nhân, thổ khuẩn nhân. Số lượng nhân tộc cũng vô cùng đông đảo. Tiên khiếu của hắn thật sự là không có chút đặc biệt nào. Mãn cầu, có, không. Kỳ thực rất đơn giản. Cửu cát, kính xin mãn sư phụ chỉ giáo. Mãn cầu, ngươi đem nghịch lưu hà chuyển vào tiên khiếu của ngươi chẳng phải là được rồi sao? Nghịch lưu hà là thiên địa bí cảnh, độc nhất vô nhị. Một khi chuyển vào tiên khiếu của ngươi sẽ hình thành trên lệch, thế giới bên ngoài ác sẽ giáng thiên kiếp công kích. Mà tai kiếp chính là lực đẩy đầu tiên thúc đẩy thế giới vận hành. Cửu cát, đa tạ mãn sư phụ chỉ giáo vậy được ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tộc đàn nhân sinh sống chung quanh vô nguyên hà sau đó sẽ chuyển nghịch lưu hà vào tiên khiếu không ngươi hãy chuyển cả tộc đàn nhân vào tiên khiều. mãn cầu quả quyết nói vì sao cửu cắt nhíu mày tộc đàn nhân muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải trải qua kiếp nạn ta rất xem trọng thế giới này cứ để tộc đàn nhân đi theo thế giới này cùng nhau trưởng thành hơn nữa còn có ngươi che chở chắc chắn sẽ không có nguy cơ diệt tộc mãn cầu nghiêm túc nói được, cửu cát gật đầu đồng ý. Nửa ngày sau, tất cả tiểu đàn nhân sống dưới lòng đất đều được cửu cát chuyển đến gần một nơi có nguyên tuyển. Nguyên tuyển này cách xa nhân tộc và mãnh thú, nằm sâu trong thảo nguyên, địa thể vô cùng thuận lợi. Sau khi an bài ổn thỏa cho tộc đàn nhân, cửu cát bắt đầu dùng đại pháp lực di chuyển nghịch kiêu hà, từng viên thanh để tiên nguyên lần lượt bị tiêu hao, chuyển hóa thành pháp lực cuồn cuộn của cửu cát. Cửu cát có tu vi kim đan kỳ, có thể vận dụng pháp lực kim, thanh đề tiên nguyên trong cơ thể hắn cũng có thể chuyển hóa thành pháp lực kim đan kỳ theo dòng pháp lực cuồn cuộn được rót vào thiên địa bí cảnh nghịch lưu hà được toàn bộ di chuyển vào tiên khiêu của cửu cát khi nhịch lưu hà tiến vào tiên khiêu tiên khiếu lập tức xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi tiên khiếu như mọc rễ rơi xuống đại địa địa khí điên cuồng tràn vào tiên khiêu khiến tiên khiểu và đại địa của thế giới bên ngoài kết nổi chặt chẽ với nhau biến cố này khiến cửu cát không kịp trở tay có điều địa khí tràn vào tiên khiều cũng không hẳn là chuyện sâu cửu cát chỉ có thể thuận theo tự nhiên đột nhiên cửu cát tâm niệm vừa động bàn thể của hắn lại xuất hiện trong tiên khiếu tiên khiếu vốn nằm trong đan điền của cửu cát cửu cát tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong đan điền của chính mình nhưng lúc này tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí đã kết nối với đại địa của thế giới này địa khí bị nghịch lưu hà hấp dẫn đây chính là trình lệch chương 766, đại tiếp cuối cùng chính vì có trình lệch địa khí mới giống như dòng nước chảy từ nơi cao xuống nơi thầm đã có trình lệch vậy thì nên có tai kiếp tất cả đều là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông lúc này cửu cắt lơ lửng trên không trung phía trên nghịch lưu hà nơi nghịch lưu hà tọa lạc chính là một đầm nước nguyên thủy nước trong đầm đầy tràn hình thành một dòng sông chảy vào thảo nguyên nghịch lưu hà bị cắt đứt ở giữa dòng hiền dòng sông chảy ngược quay trở lại nguyên tiền sinh sôi không ngừng liên miên không dứt Thử cắt chắp tay sau lưng lơ lửng trên không trung vài mặt nghiêm nghị thời gian lặng lẽ trôi qua cửu cắt cảm nhận rõ ràng tay kiếp sắp giáng lâm tay kiếp sắp đến trong lòng Cửu cắt không chút gợn sóng, hắn không chỉ là cổ tiên mà còn là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tu vi đứng đầu thế giới này, nếu như ngay cả hắn cũng không vượt qua được kiếp nạn này, vậy thì sẽ không ai có thể vượt qua. Thiên địa đại kiếp, đừng khiến ta thất vọng đấy. Cổ tay Cửu Cát khẽ động, pháp bảo Kim Đăng Kỳ phân quang phá lãng xích đã nắm gọn trong tay hắn, đột nhiên, gió nổi lên, trong tiên khiếu nổi gió vô cớ, gió đến không nằm trong tầm kiểm soát của Cửu Cát, mưa rơi, che bầu trời đổ xuống mưa phùn đây chính là tai kiếp sao gió nhẹ mưa phùn thật là một cảnh đẹp hữu tình nhưng tai kiếp như vậy tay rằng có lâu mới đủ để hình thành lực đầy đầu tiên nhật người tinh thần này và đêm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy gió ngừng mưa cũng tạnh trên bầu trời xa xa biển mây cuồn cuộn một luồng sáng đang dần hình thành cuối cùng cũng đến giữa biển mây luồng sáng kia đột nhiên bùng nổ hình thành một cánh cổng tròn màu trang khổng lồ đối diện với thảo nguyên rộng lớn cánh cổng tỏa ra ánh sáng chói mát từng đàn quái vật khổng lồ từ trong cánh cổng lao ra hàng ngàn con sói tuyết chạy trên thảo nguyên nhưng cho dù có nhiều sói tuyết đến đâu cũng không thể nào công kích được hắn đang bay trên trời Tín nghĩ vừa lóe lên trong đầu cửu cát từ trong cánh cổng liền xuất hiện hàng ngàn con đại bàng tuyết sói tuyết đại bàng tuyết lao về phía cửu cát với đôi mặt đỏ ngầu sói tuyết sẽ giết tất cả sinh vật trên đường đi bất kể là châu bò hay con người chỉ cần là sinh vật đã thích ứng với tiên khiểu của cửu cát đều là mục tiêu săn giết của chúng nhìn thấy vô số đại bàng tuyết bay đến cửu cát nhau mắt lại thiên ý sao chẳng lẽ ngươi cũng biết đọc tâm thuật cửu cát thu liễm tâm thần tập trung tỉnh thần không để lộ ra chút suy nghĩ nào bình tĩnh chờ đại bàng tuyết bay đến đại bàng tuyết bay cực nhanh chỉ trong người mãi nhịp thở đã bay đến gần cửu cát thu hồi phân quang phá lãng xích tay khẽ lật cửu khúc tỷ bà đã năm gọn trong tay lanh kem bùng bùm âm thanh mề hoặc đột nhiên vang lên cửu cát trên không trung biến thành hai hai biến thành bốn bốn biến thành tám tám hóa thành 16, sáu người sóng hư ảnh bay lượn trên không trung khiến cho vô số đại bàng tuyết hoa mắt chóng mặt cùng lúc đó ma âm vang lên đại bàng tuyết bắt đầu tự tàn sát lần nhau từng đàn đại bàng tuyết rơi xuống đân trên mặt đất sói tuyết cũng đã lao đến gần mục tiêu của chúng không phải là cửu cát thiên không trung mà là nghịch lưu hà trên mặt đân sói tuyết phun ra băng xương đóng băng dòng sông nghịch lưu hà sau đó phá hoại dòng sông đại bàng tuyết công kích hắn sói tuyết công kích nghịch lưu hà lanh can Mùm bùm. Ma âm của cửu khúc tỷ bà không chỉ giới hạn trên không trung, mà còn bao phủ cả đàn sói tuyết. Đàn sói tuyết bắt đầu tàn sát lẫn nhau bên bờ nghịch lưu hà. Nơi nào ma âm vang đến, máu chảy thành sông, chê không trung. Trong người sáu hư ảnh chỉ có một là thật, những hư ảnh còn lại di chuyển với tốc độ rồng hệt cửu cát. Thêm vào đó, hư ảnh di chuyển tạo thành trận pháp, có quy luật riêng, đại bàng tuyết căn bản không thể nào nắm bắt được, hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, ma âm biến mất hàng ngàn con sói tuyết và hàng làn con đại bàng tuyết đều bị giết chết cho dù không bị giết chết thì cũng đã mất đi ý chí chiến đầu mật đi nghệ khí giống như chó nhà có tang chạy trồn tán loạn có điều cánh cổng bạch ngọc không hề đóng lại ngược lại càng mở càng lớn một người khổng lồ bằng ngọc thạch khổng lồ bò ra từ trong cánh cổng bạch ngọc người khổng lồ đứng thẳng người đầu độ trời chân đạp đất giống như thần tiên cùng lúc đó cánh cổng bạch ngọc từ từ đóng lại cho thấy đây chính là tai kiếp cuối cùng mà thế giới bên ngoài giáng xuống. Thiên địa đại kiếp tương đương với lực đây đầu tiên, tai kiếp càng mạnh, lực đẩy càng lớn. Mục tiêu của người khổng lồ bằng ngọc thạch này không phải là hắn, mà là nghịch lưu hà. Hắn ta muốn hủy diệt nghịch lưu hà. Chương 767, Cô Đá một Xóa bỏ trên lệch giữa tiên khiếu và thế giới bên ngoài, khi nghịch lưu hà bị hủy diệt, người khổng lồ bằng ngọc thạch này sẽ biên mân. Nhưng mục đích của cửu các căn bản không phải là bảo vệ nghịch lưu hà, mục đích của hắn là bản thân tai kiếp tai kiếp tương đương với lực đẩy đầu tiên nếu để thiên địa đại kiếp ung dung hủy diệt nghịch lưu hà rồi biển mất không dâu vết như vậy tiên khiểu của hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự trưởng thành nào chỉ có đập tan tai kiếp mới có thể giữ lại toàn bộ lực đấy đầu tiên để tiên khiểu của hắn hoàn thành biến đổi thực sự người khổng lồ bằng ngọc thạch hùng vĩ sải bước nặng nề về phía nghịch lưu hà mỗi bước chân đều có thể dẫm nát đại địa thành một khe rãnh sâu hoãng nếu không phải tiên khiếu đang điên cuống hấp thu địa khí Ai người khổng lồ bằng ngọc thạch này chỉ cần hai ba bước chân là có thể giãm nát tiên khiếu, cửu cắt hóa thành một đạo độn quang, lao về phía người khổng lồ băng ngọc thạch. Người khổng lồ băng ngọc thạch vung năm đầm, đội quang mà cửu cắt hóa thành nhanh chóng né tránh. Đội quang bay đến trước mặt người khổng lồ băng ngọc thạch, cửu cát tê ra phân quang phá lăng xích, mọc xích như bia đá, đập thẳng vào đầu người khổng lồ. Đầu người khổng lồ băng ngọc thạch bị đập vỡ một mảng lớn, nhưng cũng chỉ có vậy. Người khổng lồ băng ngọc thạch lao tới húc đầu vào hãn, thân hình cừu cắt hóa thành vô số điểm sáng biến mất khoảnh khắc tiếp theo cừu cắt lại xuất hiện ở sau váy người khổng lồ bằng ngọc thạch giơ tay lên đánh thêm một đòn nữa đá vụn bay từ tung người khổng lồ bằng ngọc thạch lại chỉ coi như bị mưa đốt vẫn tiếp tục lao về phía nghịch lưu hà đầu người khổng lồ bằng ngọc thạch phẳng lì và cứng rắn trên đầu toàn là ngọc thạch san hô kim tỉnh quý hiểm ngọc thạch chất thành đồng những loại ngọc thạch quý hiểm và cứng rắn này rất khó phá hủy cửu cát không tấn công vào đầu nữa mà hóa thành một đạo động quang bay về phía chân người khổng lồ băng ngọc thạch hóng cửu cắt hét lớn phân quang phá lãng xích rời tay hung hăng nện vào mặt cá chân người khổng lồ băng ngọc thạch tuy mắt cá chân người khổng lồ băng ngọc thạch cũng cứng rắn vô cùng nhưng lúc này người khổng lồ băng ngọc thạch đang chạy trọng lực vạn cân đè lên mắt cá chân phải bị đòn này trọng tâm không vững người khổng lồ băng ngọc thạch loạn trọng lao về phía trước bảy tám bước âm âm ngã xuống đất bụi bay mù mịt cao hàng chục mét tháng rồi sao không vẫn chưa người khổng lồ bằng ngọc thạch ngã xuống, phía dưới thân thể khổng lồ mọc ra một hàng càng cua một đôi càng cua to lớn thò ra từ ngực người khổng lồ băng ngọc thạch biến thành hai cái kìm sắt khổng lồ hàng loạt chân ngắn nhỏ dễ dàng nâng đỡ thân thể nặng nề của hắn ta kích ra mặt Người khổng lồ bằng ngọc thạch biển hình ngay tại châu biển thành một con cua đá khổng lồ cua đá toàn thân là mai lớp giáp dày cũng khiến cửu cát chỉ có thể phá vỡ từ phía trước nhưng sau khi người khổng lồ bằng ngọc thạch biến hình tốc độ di chuyển cũng chậm đi không ít trước đó là xài bước như bay bây giờ là chân ngăn đạp loạn xạ ầm tổng ầm cừu cát không ngừng tế ra vân quang phá xích đánh lên người cua đá bộ giáp dày cộm trên người cua đá bị đánh ra từng về nước đá vụn rơi xuống đất lại hình thành những hòn đá nhỏ trên bãi cỏ những hòn đá nhỏ này có hình dạng như những ngôi nhà nhỏ sau khi rơi xuống đất chúng cùng chạy theo cua đá khổng lồ tốc độ không hề chậm mỗi lần cừu cát tế ra vân quang phá lãng xích đều có thể đánh ra mười mây con đá nhỏ cừu cát mặt lạnh như băng không ngừng tế ra vân quang phá lãng xích hắn hung hăng nện lên người cua đá mặc cho đám đá nhỏ càng ngày càng nhiều mười mấy hơi thở sau cua đá khổng lồ đã gầy đi một vòng bên cạnh đi theo hàng trăm con đá nhỏ lúc này cua đá khổng lồ đã đến trước nghịch lưu hà nó dơ càng khổng lồ lên dùng sức mạnh nghiền nát hung hăng đập xuông cái càng khổng lồ đập vào đất trong nháy mắt cừu cát đã di chuyển vị trí của nghịch lưu hà đây là tiên khiếu của cừu cát ở thế giới này hắn như thần linh có thể thay đổi núi sông rồi non lấp bể Đương nhiên, điều này cũng không phải là không trả giá. Di chuyển nghịch lưu hà, một lần nữa lại hao tổn của cửu cát một phiên thanh để tiên nguyên. Tầm, um, tầm, um, tầm. Um. Cửu cát không ngừng tấn công của đá. Cua đá cũng cảm thấy chán ghét với những đòn tấn công của hẳn. Nó dùng cái càng khổng lồ để đối phó với cửu cát, nhưng đều bị cửu cát dễ dàng né tránh. Cua đá to lớn và chậm chạp hoàn toàn bất lợi khi chiến đấu với cửu cát. Cua đá xoay người đổ sộ, một lần nữa nhằm mục tiêu vào nghịch lưu hàn năm ở rìa tiên khiếu. Chương 768, qua đá hai có điều khi qua đá chuẩn bị di chuyển một lần nữa nó phát hiện dưới chân toàn là bù lây không biết từ lúc nào cửu cát đã thay đổi địa hình bán kính trăm dạng đều là đầm lầy cửu cát đã di chuyển tất cả các địa hình đầm lây trong tiên khiểu đến đây vì vậy cửu cát lại tiêu tốn bảy tám viên thanh để tiên nguyên những viên thanh để tiên nguyên này đều là do tiên khiếu tích lũy được sau khi hình thành cực kỳ khó khăn Cô đá im lặng đi về phía mịch lưu hà nhưng cơ thể ở trong đầm lầy tốc độ di chuyển của nó giảm đi rất nhiều cửu cắt tấn công cua đá càng điên cuồng hơn lúc này hắn chỉ cần tấn công cua đá hắn không cần phải bận tâm tới những con đá nhỏ rơi ra từ người cua đá nữa những con đá nhỏ to như nhà này đều rơi vào đầm lầy vùng vây trong đấm lầy cuối cùng bị đầm lầy nhân chìm chỉ có cua đá với thân hình khổng lồ đầm lầy mới không thể làm gì được chết đi chết đi ở lại đây đi động lực đầu tiên cửu cắt không biểu cảm điên cuồng tấn công vân quang phá lãng xích như cây búa liên tục nện lên người cua đá khi cua đá vất vả bò đến mép đầm lây cửu các tâm niệm vừa động cua đá lại lập tức trở về trung tâm đấm lầy sau đó lại bị đánh một trận tơi bời thanh để tiên nguyên mỗi năm chỉ có thể tích lũy được một viên lúc đầu khi tu luyện thành cổ tiên cửu các không biết sự quý giá của thanh để tiên nguyên thật sự đã lãng phí không ít chỉ tích lũy được hơn 20 viên thanh để tiên nguyên bây giờ chỉ còn lại 5 viên cua đá lại một lần nữa đến mép đầm lầy lúc này thân hình của cua đá đã không bằng một trên ba so với trước những con đá nhỏ rơi ra từ người nó đều đã bị nhân chìm trong đâm lây khẽ nhưng pháp lực của cửu cát vân còn rất dối dào đại cục đã định trận này ta nhất định thắng tiêu hao thêm một viên thanh đề tiên nguyên nữa cua đá lại trở về trung tâm đầm lầy lần này cua đá không tiếp tục lao lên một cách vô ích nữa mà dừng lại tại châu trên lớp vỏ cứng như đá tảng của cua đá đột nhiên xuất hiện rất nhiều ven nứt một luồng năng lượng đáng sợ đang được thai ngén bên trong phát nói ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cừu cát cua đá phát nổ đã vụt biến thành những mũi nhạo sắc bén bay về bốn phương tám hướng cũng đâm xuyên qua cơ thể cừu cát đá bay lên không trung biến thành đá lửa đá lửa nện xuống mặt đất ầm 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 ở những ngôi làng của người phàm làng của đàn nhân ở xa xa tất cả đều hoảng sợ cả thế giới như thể đang phải đổi mặt với ngày tận thể những hòn đá đen mang theo ngọn lửa rơi xuống một ngôi làng của người phàm ngọn lửa lập tức nhân chìm ngôi làng mọi người la hét chạy ra khỏi làng trên mặt đều là vẻ kinh hoàng vị trí của đá phát nổ một đám mây hình nầm màu đen khổng lồ bốc lên đám mây hình nầm bao trùm toàn bộ bầu trời tiên khiếu bầu trời màu xám biến thành màu đen bóng tối vô biên bao trùm tiên khiêu có lẽ đây chính là màn đêm vạn vật mang âm mà ông dương khí dung để hòa hợp có âm át có dương có đêm thì nhất định có ngày vạn vật trên thế gian không gì là không như vậy bên ngoài cửu cát sử dụng huyết cổ để chữa lành cơ thể bị thương của mình vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra cửu cát đã rời khỏi tiên khiếu nhưng mặc dù vậy hắn vân bị thương nặng tiên khiếu rơi xuống đất dựa vào địa khí không chỉ chống đỡ được vụ nổ của của đá mà còn hoàn thành quá trình tiến hóa của thế giới màn đêm đã xuất hiện đây có phải là màn đêm thực sự không cửu cát cũng không chắc chắn lắm tóm lại theo lý luận của mãn cầu bản thân tai kiếp chính là động lực đầu tiên khi tai kiếp qua đi mà mình vân còn xong thì tiên khiếu sẽ được nâng cấp cửu cát khoanh chân ngồi xuống tiên lặng quan sát tiên khiếu tiên khiếu đã tan hoang đá vụn đập vỡ tiên khiếu thành vô số hồ lớn nhỏ dày đặc có hồ còn đang bốc cháy bầu trời bị che khuất nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ tiên khiếu chính là những ngọn lửa này rừng núi bốc cháy dữ dội đồng cỏ cũng bị thiêu rụi mọi lửa dường như sắp bao trùm toàn bộ tiên khiếu tai kiếp có lẽ vẫn còn lâu mới kết thúc nên di chuyển đám mây đen ra ngoài hay là để nó tự nhiên cửu cát nhất thời không thể quyết định được nếu không di chuyển đám mây đen tất cả sinh linh trong tiên khiếu sẽ chết nhưng nếu di chuyển nó ra ngoài liệu có làm suy yếu động lực đầu tiên từ đó công cốc hay không trời đất vận hành có quy luật mọi thứ vận hành đều có quy luật của riêng nó tốt hơn hết là không nên can thiệp vạn vật trong tiên khiếu gặp nạn đó cũng số kiếp của bọn chúng nghĩ đến đây chương 769, trăm luyện hóa lực lượng cổ một tiên khiếu không còn hấp thụ địa khí tách khỏi đại ni một lần nữa trở về cơ thể cửu cát nghĩ rồi trong lúc vượt kiếp không nên tách khỏi tiên khiếu giữa trường, tiên khiếu trở lại cơ thể sẽ không thể hấp thụ địa khí tiên khiếu từ thực thành hương tu vi vô tình cổ đạo có thể sẽ tan thành mây khói ý nhi đó vừa lóe lên cửu các thậm chí còn chưa kịp tiếp tục đặt tiên khiếu xuống đân một cơn mệt mỏi khổng lồ ập đến khiến tình thần và ý chí của hắn hoàn toàn tan biển trong hư không vô tận chỉ có một dòng sông chảy ngược dòng không biết đã qua bao lâu cửu các tỉnh lại từ trong hôn mê địa đầu tiên hắn làm là nội thị tiên khiếu. lại phát hiện tiên khiếu của mình tuy vân còn nhưng đã đến mức không thể nội thị được nữa. Trời đất hợp nhất. Hỗn động, lúc này, cửu cát đang ở dưới lòng đơn, vô nguyên hà trước kia. Sau khi bị rút đi nghịch lưu hà thì đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại một đường hầm sâu hun hút dưới lòng đất. Cửu cát đặt hai tay lên đan điền, điều khiển tiên khiếu hỗn độn vô tự chủ đáp xuống đất, tiên khiếu hỗn độn một lần nữa đáp xuống đơn, cùng với việc hấp thụ địa khí. Tiên khiếu xuất hiện lần tiến hóa thứ hai, trong tiên khiếu hỗn độn vô tự lúc đấu đã có ngày đêm, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Khi mặt trời, mặt trăng và các vì sao xuất hiện, tiên khiếu không còn hỗn động vô tự nữa, mà bước vào quá trình tiến hóa. Ở trung tâm tiên khiếu có một dòng sông, nước sông chảy ngược dòng, không ngừng tuôn chảy. Nước sông chảy lên cao, rồi lại từ trên cao đổ xuống, tụ lại trong hồ nước, sau đó lại bị nghịch lưu hàng rút đi. Chảy lên cao, cứ như vậy, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trên không trung vô nguyên hà. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao, luân chuyển chỉ trong nháy mắt thời gian như đang tu nhanh năm tháng vội vã thời gian trôi qua trong nháy mặt trên mặt đất tuyết trắng xóa rừng thông xuyên qua lớp tuyết những con vật nhỏ chạy qua chạy lại trong rừng tốc độ rất nhanh như sao băng từ các căn bản không nhìn rõ được đó là con vật gì ngay cả thực vật cũng đang thay đổi không biết đã qua bao lâu từ trong hồ nước của mịch lưu hà một người bỏ ra một nam một nữ rất nhanh số người ngày càng nhiều họ săn bắn trong rừng họ xây dựng làng mạc sinh sôi nảy nở khi có hai người làng của loài người đàn nhân cũng bò ra từ suối nguồn loài người không làm khó đàn nhân hai bên chung sống hòa thuận với nhau nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu loài người bắt đầu tàn sát đàn nhân cả tộc đàn nhân di cư tìm được một suối nguồn sinh sống chung quanh suối nguồn lại một thời gian nữa trôi qua tuyết trong tiên khiếu cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn dưới lớp tuyết tan chảy mọc lên một lớp cỏ dày toàn bộ tiên khiếu tràn lập ánh nắng mặt trời và mưa móc mặt đất dung chuyển từ người đá thô kịch từ dưới lòng đất chui lên số lượng người đá rất kinh người may mắn thay những người đá này không thích giết chóc không gây ra bát kỳ môi đe dọa nào cho con người và đàn nhân người đá thích đào đất họ đào đất càng ngày càng sâu họ khai thác tinh thạch trong lòng đất văn tỉnh thạch lên người khiển bản thân trong rông như người ngọc bích xinh đẹp người đá mỏi đào đất ra thì chỉ có ngủ một giấc ngủ là mãi năm, thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian đào đất dân nhiều đột nhiên từ trong hồ nước của nguyệt lưu hà phun ra ba con cổ trùng tâm nhãn cổ tất truyền ái tình cổ cử truyền lực lượng cổ cử truyền ba con cổ trùng chiếu sáng lẫn nhau bay thành hình chữ nhân trong tiên khiếu của cử cắt một vòng sau đó chậm rãi biển mân còn về thì tức cổ vô cực cổ hỏa độc cổ chiêu cổ trùng huyết ti cổ phong lang cổ địa phật cô cũng tồn tại chỉ là chúng không phải tiên cổ vân là phàm cổ hơn nữa những cổ trùng này đã đi theo con đường thành đạo tập thể chúng vậy mà bắt đầu sinh sôi nảy nở lực lượng của môi con trồng chất lên nhau có con suy yếu có con lại mạnh hơn, có con thì đã hoàn toàn biên thành loại cổ trùng khác. Sau khi tâm nhãn cổ, ai tình cổ và lực lượng cổ xuất hiện và biển mất, thời gian trong tiên khiếu như thể dừng lại, không phải thời gian ngừng trôi, mà là thời gian vôn đang tua nhanh đột nhiên trở lại bình thường. Hai người làng của loài người, một người làng của đàn nhân, bộ lạc người đá. Châu bào ngựa lùn chim chóc và quân thể cổ trùng phong phú khổng lồ chính là quân thể sinh mệnh của tiên khiếu. Đồng cỏ vẫn là đồng cỏ, núi cao vẫn là núi cao. Loài người, đàn nhân và thậm chí là châu bào ngựa chạy trên mặt đất chim chóc bay trên trời đều là do tiên khiếu sau khi sụp đổ tái tạo ra chúng là sinh vật bản địa chứ không phải là bị cướp đoạt đến chương 770 luyện hóa lực lượng cổ hai sinh vật bản địa càng có thể thích ứng với môi trường của tiên khiểu. cừu cát còn hơn 400 năm thọ nguyên hẳn hoàn toàn có thời gian để nuôi dưỡng một thế giới bản địa giảm bớt việc cướp đoạt từ thế giới bên ngoài để thế giới tiên khiêu có một nền văn hóa địa lý độc đáo hơn thời gian lâu khác biệt tất nhiên sẽ xuất hiện có khác biệt mới có trên lệch có trên lệch mới có tai kiếp. Có tai kiếp mới có thể thúc đẩy thế giới, từ đơn giản đi đến phức tạp. Đây chính là quá trình tu luyện, nghỉ ngơi mấy ngày sau. Cửu cắt hóa thành một đạo động quang, đến sa mạc sa mạc, nhìn cửa hang đen ngòm dưới chân. Cửu cắt nhẹ nhàng tung ra một quyền, nắm đấm tỏ ra ánh sáng xanh, nắm đấm màu xanh ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành núi xanh. Hung hăng nện xuống sa mạc sa mạc, vai lớn vô hình, âm thanh lớn vô thanh, không có âm thanh, chỉ có sóng xung kích vô tận liên tục đánh vào người cửu cát một phút sau sóng xung kích biến mất một ngày sau khói bụi tan đi khi khói bụi tan đi nơi bị cửu cát đánh một quyền đã lõng xuống thành một hồ sâu hóng địa hình cũng đã thay đổi đây chính là lực lượng cổ tiên khiếu phá rồi lại lập không chỉ khiến cửu cát đột phá thành thất truyền cổ tiên mà còn vô tình luyện hóa được lực lượng cổ cửu cát sử dụng lực lượng cổ không cần tiêu hao thọ nguyên chỉ cần tiêu hao một viên hồng táo tiên nguyên là có thể thông qua lực lượng cổ phát huy ra lực lượng vô tận chỉ là hồng táo tiên nguyên một năm mới sản sinh ra một viên một quyền này của cửu cát một năm mới có thể tung ra một lần nhưng cho dù như vậy cửu cát cũng không chút do dự tiêu hao nó chỉ vì muốn biết bản thân sử dụng lực lượng cổ rồi cuộc có thể có uy lực lớn đến mức nào có cổ trùng này trong tay thế giới này có lẽ thật sự không làm gì được hăn nếu thế giới bên ngoài cũng chỉ tương đương với thất truyền tiên khiều như vậy sẽ không thể nào sản sinh ra trên lệch tai kiếp cũng sẽ không giáng xua Cửu Châu, Nam Hải, biển xanh mênh mông. Trên một tảng đám lồng, một lão ông tóc bạc đang chơi cờ với một thư sinh trẻ tuổi, cả hai người đều say sưa với ý khác nên chơi rất trọng, một ván cờ thường phải chơi một hai ngày. Thư sinh, ngươi đã chơi cờ với lão phu một năm rồi, thật là làm khó ngươi phải ở đây với lão già này. Lão ông tóc bạc nói với vẻ mặt vui mừng, không sao, chơi thêm một ván nữa đi. Cửu Cát nhặt quân cờ lên, đây là ván cuối cùng. Lão ông tóc bạc nói. Cửu Cát, chỉ là một đám đầu tử đồ tôn đến cầu xin kỳ thuật luyện khí, cứ để bọn chúng chờ đi." Nghe vậy, lão ông tóc bạc ngẩn người ra một lúc. "Lão ông tóc bạc, lão phu chưa từng nói với ngươi về chuyện luyện khí, sao ngươi có thể đoán được thân phận của lão phu? Cửu Cát, ta cũng không giấu gì ngươi. Ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi." Lão ông tóc bạc, "Ngươi có thể biết được suy nghĩ trong lòng lão phu?" Cửu Cát gật đầu. Hà hà, khó chất lão phu chơi cờ không lại ngươi. Cửu Cát, tiếng lòng của ngươi rất thú vị, nghe một năm" ta cũng được lợi rất nhiều. Lão ông tóc bạc, vậy chẳng lẽ kỳ thuật luyện khí của lão phu đã bị ngươi học được gần hết rồi? Cửu Các, ta nghiên cứu cổ đạo, đối với luyện khí thuật chỉ là biết sơ sơ, thật sự không có tỉnh lực để nghiên cứu sâu, chỉ là một số lý niệm của ngươi về luyện khí, võ công và cách xử sự, khiến ta cảm thấy hứng thú, nghe một năm cũng được lợi rất nhiều. Ai, thật đáng tiếc, nếu nhân vật như Tôn Giá mà có hứng thú với luyện khí thuật của Thiên Tàn Minh ta, thì còn lo Thiên Tàn Minh không hương thiện sao? Không, Ta rất có hứng thú với luyện khí thuật của Thiên Tàn Minh, chỉ là điểm ta quan tâm khác với ngươi. Trước kia ta từng được luyện khí thuật của Thiên Tàn Minh hai sáng, mới sáng tạo ra vô tình cổ đạo, có thể nói ta và Thiên Tàn Minh rất có duyên phận. Tôn giá võ công cao cường, thần bí khó lường, thủ đoạn võ công lại càng quỷ dị, những khẩu bối nổi tiếng những năm gần đây, chỉ có Tiêu Cát và Cửu Cát, xin hỏi tôn giá là vị nào? Cửu Cát. Khó trách. Lão phu nghe nói 30 năm trước, đại học sĩ Cửu Cát chén Diên Long nhân tiêu thành bình trước vại quân sĩ khí nhân tộc đại chân sau khi tiêu thành bình bị giết đại càn vương triều trong thời gian ngắn đã thu hồi toàn bộ thương sơn hiện nay đại càn vương triều giang sơn vững chắc ba tánh an cư lạc nghiệp tôn giá thật sự là công lao to lớn cửu cát nói về võ công ngươi không thua kém ta lão ông tóc bạc ngươi thật sự có thể nghe được tiếng lòng của lão phu cửu cát lại gật đầu ngươi tu luyện chính là võ công thiên tàn quyết truyền từ thời thượng cổ chẳng phải chỉ thắng con đường kim đan trước khi lập ngươi Ta vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ có mình ta là tu sĩ Kim Đan. Chương 771, Thọ Cổ. Nghe vậy, thân sắc của lão già tóc bạc tôi dâm lại. Lão thở dài một hơi rồi nói. Cái này của ta sao có thể tính là Kim Đan, chăng qua cũng chỉ là dựa vào một viên yêu đan, kết thành già đan mà thôi. Vậy cũng không tệ, ít nhất cũng có được thọ nguyên của Kim Đan kỳ. Ha ha, đúng là kéo dài hơi tàn thêm được bồ 500 năm mà thôi. Vậy cũng nên biết đủ rồi. Ngươi tu luyện công pháp gì? Nhân hòa quyền, Thiên võ bí quyển của Đại Chu Vương triều, cửu cát vượt đầu. Môn công pháp này chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Ta đảo mộ tìm lại được, thì ra là vậy. Lão già tóc bạc, trong nhân hoàng quyền có công pháp tu luyện kim đan trung hậu kỳ không? Cửu cát, không có. Vậy thì thật đáng tiếc, tay rằng trên thế giới này sẽ không còn ai có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên trong truyền thuyết. Sao phải dập khuôn bước theo con đường của người xưa? Vô tình cổ đạo do bản tọa sáng tạo ra còn hơn xa con đường của người xưa. Lão già tóc bạc, ha 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 cửu cát ngươi dám cười nhạo bản tọa ồ tuy nhiên thời thượng cổ có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới hoàn toàn thoát khỏi thế giới này ngươi làm được sao lão già tóc bạc gầm lên ta không thể coi như ngươi còn biết tự lượng sức mình nhưng có lẽ ta có thể thôn phệ thế giới này thôn phệ thế giới này ngươi cũng không sợ căn vào lưỡi à cửu cát 500 năm ta sẽ cho thế giới này 500 năm nếu trong vòng 500 năm không thể hình thành chính lệch thê giáng xuồng đại kiếp vậy thì ta sẽ ngốt chứng thế giới này đi lên thượng giới tìm kiếm thế giới trên lệch lão già tóc bạc năm trong năm ngươi cũng chỉ là kim đan sơ kỳ ngươi có được mãi cái năm trăm năm ta có thọ nguyên vô tận vũ trụ hủy diệt ta vẫn còn tồn tại ha 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 hơi không thèm đôi có với tên cùng vọng như ngươi nữa lão phu ta giờ đây thọ nguyên sắp hết khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời vẫn còn một số chuyện cần phải giao phó cho con cháu cửu cát ngươi ngồi xuống đãi ngươi cùng ta đánh cờ một năm ta bổ sung cho ngươi một năm thọ nguyên linh đan duyên thọ bình thường đôi với ta đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Không phải đan dược. Vậy là cái gì? Cổ trùng. Cửu cát lật tay lấy ra một con cổ trùng thon dài. Đây là thọ cổ một năm, có tác dụng với ta. Không biết đổi với ngươi có tác dụng hay không? Cửu cát đánh một trường về phía lão già tóc bạc. Trong lòng bàn tay là thọ cổ. Thọ cổ nhập thể. Làn da nhăn nhau của lão già họ hoa nhanh chóng dẫn ra, vô cùng dễ chịu. Khóe miệng lão già họ hoa nở một nụ cười, tự dư nói. Không ngờ lại có thể xông thêm được một năm nhưng điều này thì có ý nghĩa gì ngươi sống đủ rồi sao? Đương nhiên không phải là đủ rồi, mà là sống thêm một năm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tho cổ có thể sử dụng nhiều lần, hiệu quả không giảm, vậy chẳng phải là có thể trường sinh bất tử. Lão già họ hoa kinh ngạc, về lý thuyết đúng là như vậy, hiệu quả sẽ không yếu đi sao? Có lẽ là không. Tho cổ này từ đâu mà có, từ tiên khiếu của bản tọa, đó là một thế giới do bản tọa nam giữ. Tuy rằng không bằng cửu châu nhưng cũng có mày đen, nhật nguyệt tỉnh tú, thậm chí còn có thôn xóm của nhân tộc bọn họ sinh sôi nảy nở dân số ngày càng đông đúc thoa cổ này chính là được sản sinh từ thôn xóm nhân tộc ban đầu ta cũng không biết tác dụng của loài sâu nhỏ này may là ta luôn quan sát thế giới của mình phát hiện một lão nhân hấp hồi ăn canh nấu từ nó vậy mà lại kỳ tích kéo dài thọ nguyên được 3 năm lúc này mới biết được sự thần diệu của nó dựa theo sản lượng của tiên khiểu của bản tọa hiện nay ít nhất là một vạn năm nữa cũng không thấy được điểm cuối của thọ nguyên nói đến đây giọng điệu của cửu cát tràn đầy phần khích ngươi nói ngươi sở hữu một thế giới cửu cát đúng vậy đây chính là chỗ thần kỳ của vô tình cổ đạo của bản tọa năm đó bản tọa được luyện khí thuật của thiên tàn minh khơi gợi tự mình khai khiêu không gian sau đó không gian khiêu được nâng cấp thành tiên khiểu tiên khiểu tự thành thế giới có thể dung nạp cả thế giới phàm tục trời có khuyết ngươi có khiếm trời đất có chỗ thiêu sót cho nên mới có thể dung nạp thế giới phàm tục nói rồi cửu cát lấy ra một cái mai rùa bình thường đặt trên bàn cờ vật này chính là trấn phái chi bảo của thiên tàn minh các ngươi hiện giờ vật này đối với bản tọa đã không còn tác dụng gì nữa lão già họ hoa chẳng lẽ đây là cửu cát không sai đây chính là thiên tàn cung trời có khuyết ngươi có khiêm một cái mai dù có thể dung nạp một mẫu ba phần đất một cái tiên khiêu đan điển lại có thể dung nạp cả một thế giới chương 772, bàn đế một lão già họ hoa đưa tay muốn chụp lẫy nhưng bị cửu cát phân tay hãn ra lão già họ hoa tự biết không phải là đối thủ chỉ có thể hậm hực ngồi xuồng cửu cát bản tọa cũng không phải là đứa trẻ cho không bảo vật ngươi muốn lây cái mai rùa này phải đánh cờ thắng bản tọa lão già họ hoa lộ vẻ do dự lão già họ hoa ngươi có thể đọc được tiếng lòng của lão phu lão phu đánh cờ với ngươi chắc chắn sẽ thua cửu cát ngươi phải nghĩ cách chiến thắng chính mình lão già họ hoa làm sao chiến thăng đừng hỏi ta cũng muốn biết làm sao để chiến thăng chính mình cửu cát nghiêm mặt nói tóm lại nếu ngươi không thể chiến thăng chính mình vậy thì thiên tàn minh các ngươi đừng hòng lây lại thiên tàn cung này lão già họ hoa lộ vẻ do dự suy nghĩ hồi lâu mới nói được dối. vậy thì liều mình cùng bằng hữu lão phu ta lại đánh một ván cùng tiên sinh lão già họ hoa và cửu cát lại một lần nữa đánh cờ trên tảng đá lão già họ hoa nhìn chằm chằm người này có thể đọc được suy nghĩ của mình trước mặt người này mình không có gì giấu giếm được phải tự lừa dối chính mình không không cần tự lừa dối chính mình chính mình chiến thắng chính mình là được dối ván cờ này lúc đầu đánh rất nhanh sau đó càng ngày càng chậm lão già họ hoa chuyên tâm cửu cắt lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã đến chiều tà lão già họ hoa cao mày tâm lực hao tổn dân nhiều lão nhìn bàn cờ dối rắm thân hôn chia làm hai chính mình cùng chính mình chiến đầu tâm lực mà lão già họ hoa tiêu hao ngày càng nhiều lông mày lão run rẩy tóc tai dựng ngược hai mặt đầy tờ máu lão vốn cầm quân đen cừu cắt cầm quân trăng thế nhưng khi quân đen vừa đặt xuống lão lại cầm quần trắng đặt xuống cướp quân cờ của cửu cát lão già họ hoa thậm chí còn không phát hiện ra hành động cướp quân của mình cửu cát biết lão già họ hoa không phải cố ý lão đã tẩu hỏa nhập ma tinh thần và linh hồn của lão đã bị chia làm hai chính mình đối kháng với chính mình đây chính là tự hao tổn đừng nói là một người cho dù là cả thế giới này một khi đã bắt đầu nội hao thì trong thời gian rất ngắn sẽ cạn kiệt dầu hết đành tắt phục lão già họ hoa phun ra một ngụm máu máu tươi nhuộm đỏ nửa bàn cờ lão già họ hoa nhìn thiên tàn cung trên bàn đá lại nhìn cửu cắt đang ngồi yên lặng đối diện rồi lại nhìn bàn cờ nung máu lão già họ hoa chết lặng tại chỗ rất lâu sau lão già họ hoa cười nói ta thua rồi cửu cát không ngươi thắng rồi chiến thắng chính mình là thắng ngươi đã chiến thẳng rồi cửu cát để lại mai rùa sau đó hóa thành một đạo độn quang rời đi cửu cát bay về phía biển sâu hắn muốn đi xem thử điểm cuối của biển cả mười năm sau cửu cát đã đến điểm cuối của biển cả đó là một lục địa khác trên lục địa cũng có nhân tộc bọn họ chia thành vô số bộ lạc chém chết lần nhau trên lục địa cũng có hệ sinh thái độc đáo lại càng có những loài đặc biệt cửu cắt tiếp tục cuộc hành trình lại 10 năm nữa trôi qua cửu cắt tiến vào một vùng đất tuyết trong vùng đất tuyết minh mông này có dân nhiều cáo tuyết thỏ tuyết chỉ có dân ít sói tuyết và đại bàng tuyết trên sông băng gió lạnh gào thét cửu cắt mặc cho gió lạnh thổi như một chiếc lá khô trôi nổi trên vùng đất băng giá hắn đã nhìn thấy cực quang rực rỡ Tà man trời đỏ rực, Thế giới này vẫn còn rất lớn. Chưa dáng xuống tai kiếp, chắc là do trên lật thể chưa đủ, nếu như có thể tìm được thiên địa bí cảnh mới, dung nhập nó vào tiên khiếu của mình chắc chắn có thể hình thành trên lật thay, dần tới tai kiếp, nhưng trước đó, Cửu Cát cần phải chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn để ứng phó với tai kiếp, lại 10 năm nữa trôi qua. Cửu Cát đến Hàn Khí Hồ, đi qua Hàn Khí Hồ, Cửu Cát đến Thương Sơn. Giờ đây đã hơn 50 năm kể từ khi Cửu Cát giết Tiêu Thành Bình, giờ đây Thương Sơn đừng nói là bị thú hóa nhân chiêm cứ, mà ngược lại còn mọc lên rất nhiều thành chân của nhân tộc. Tu hóa nhân dường như đã bị tiêu diệt, nhân tộc lại một lần nữa hưng thịnh. Bắc Lộc Châu, Lộc Lư Phong, nơi xưa kia dùng để luyện cổ, tế đàn lớn xuất hiện một cái hồ sâu khổng lồ, cừu cát nhảy vào trong tế đàn. Bên trong tế đàn trống rỗng, trong tế đàn này có một con số miệng cổ, là cổ trùng do thể giới này sinh ra để ứng đối với mộng ưu nhất tộc. Con cổ trùng đó cường hãn đến mức đáng kinh ngạc, không thể bị tiêu diệt. Gần như có thể dùng làm lá chan, số mệnh cổ là một phần ý chí của thế giới này, cửu các căn bản không dám bỏ nó vào tiên khiểu của mình, chỉ có thể chôn nó vào trong tế đàn luyện cổ. chương 773, Ban đề 2, Cận theo tự nhiên Ban đầu, tiêu cắt bị cửu cắt phụ hổ mỗi ngày đều canh giữ ở tế đàn luyện cổ, canh giữ 3, năm năm. Cửu cắt mới giật mình nhận ra làm như vậy trang qua chỉ là tự làm khổ mình, đã thuật theo tự nhiên. Sao còn phải ở bên cạnh tế đàn? Vì vậy, cửu cắt liền mặc kệ nó tự do sinh trưởng Lúc này mới có ái tình cổ và lực lượng cổ sau này, Ôm hoa, tưới nước, bón phân cẩn thận, hoa chưa chắc đã nở, vô tình giao hạt, cây lại mọc thành rừng, chuyện trên đời phần lớn đều là như vậy, đã thuần cho tự nhiên. Thì không cần thiết phải hao tâm tổn trí quá nhiều, chỉ cần biết môi trường của tế đàn cộng thêm số mệnh cô nhất định sẽ sinh ra cổ trùng, như vậy thì không cần thiết phải quan tâm quá mức, càng quan tâm thì càng không có được. Lần này, tế đàn luyện cổ rốt cuộc đã sinh ra cổ trùng gì, hay là sau khi sinh ra lực lượng cổ nguyên liệu luyện cổ trong tây đàn đã cạn kiệt bị người khác đào số mệnh cổ đi rồi điều này cũng có khả năng ma vương mộng yểm có hai năng lực lớn một là khống chế lòng người đây chính là năng lực của ái tình cổ hai là có lực lượng cường hãn điều này thể hiện ra chính là lực lượng cổ để tìm kiếm câu trả lời cửu cắt đi một vòng quanh tế đàn luyện cổ đáng tiếc là không phát hiện được gì tiêu gia ngày xưa cũng không biết đã di chuyển đi nơi nào xung quanh thậm chí đã không còn một bóng người cho dù cửu cát có thể nghe được lòng ngươi cũng vô dụng kim đồ vẫn phồn hoa như trước dường như không có gì khác biệt so với hơn 50 năm trước gia sơn của đại càn vương triều vôn đang trong tình trạng nguy ngập vậy mà lại một lần nữa ổn định lại trên hoàng cung cửu cát đứng trên đỉnh tử cấm thành một ngày một đêm điểm này hắn đã thu được rất nhiều thông tin 30 năm trước trong hoàng cung xảy ra biển cổ lớn thái hậu trung thuấn hoa ưu đế hoàng hậu cùng rất nhiều phi tần đều bỏ mạng trong biển cổ này chi tiết cụ thể cửu cát không rõ lắm thiên tử đương triều là con trai của hoàng hậu bà nế ngày hôm sau chiều sớm văn võ bá quan như thường lệ vào chiều tể tướng đương triều là một nữ nhân tống thanh thanh nữ ngự y trong cung ngày xưa sau khi bãi chiều nữ tể tướng tống thanh thanh người kiệu tám người khiên trở về phủ tể tướng trở về phủ tể tướng tống thanh thanh chỉ cảm thấy trong lòng bất an nàng đến hậu viện nhìn thấy một vị thư sinh đi thư sinh kia đang chắp tay sau lưng đứng ở hậu viện tán thường phong cảnh tống thanh thanh ngươi là ai vị thư sinh xoay người lại Tống Thanh Thanh biến sắc. Lập tức quỳ một cối xuống nói. Thanh Thanh. Bài kiến công tử. Cửu cát. Đến đánh cờ với ta một ván đi. Tống Thanh Thanh. Vâng. Hai người đánh cờ trong tiểu viện. Ván cờ mới đi được một nửa. Cửu cát đại khái đã hiểu được chuyện xảy ra 30 năm trước. Năm đó, U Đế mang thai. Bất đắc dĩ chỉ có thể buông rèm nhiếp chính. Lúc đó, U Đế giả trang thành hoàng hậu. Cùng Thái Hậu cùng nhau chủ trì triều chính. Thái Hậu trung thuấn hoa kiêu cá ngạo mạn. U Đế đương nhiên có thể cân bằng đại cục, có ly có cứ, được lòng bá quan, U Đế sinh hạ một bé trai, liền đem đứa bé này giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, còn U Đế lại một lần nữa giả nam trang, chủ chi triều chính, hoàng hậu cũng sinh hạ một bé trai. Đôi ngoại xương là hoàng hậu sinh đôi, sinh được hai bé trai, năm đó cũng là năm U Đế sinh hạ rất nhiều con. Rất nhiều phi tần trong năm đó đều sinh hạ hai tử, đương nhiên đều tính lên đầu U đã. Tuy U Đế là phụ thân trên danh nghĩa của những đứa trẻ này, nhưng nàng lại không thèm để ý. Ban đầu, hoàng hậu ngoan ngoãn mang theo hai đứa con. Tương lai U Đế nhất định sẽ lập con trai của mình làm thái tử, mà những đứa trẻ khác không phải là công chúa thì cũng vương gia, như hoàng hậu lại không cam lòng, nàng không muốn con trai mình sau này chỉ có thể làm thể tử, trường thành dối bị phái đi chủ châu làm một vương gia nhỏ bé. Đúng lúc này, văn võ bá quan trong triều đều chủ động nghịnh bợ hoàng hậu, bởi vì lúc thái hậu trung thuấn hoa buông rèm nhiên chính, chính là hoàng hậu này đã giúp đỡ bọn họ. Hoàng hậu bởi vậy mà có được rất nhiều tài nguyên trong triều, dần dần nảy sinh dã tâm, hoàng hậu đã có dã tâm đương nhiên cũng không dám ra tay với u đê và trung thuần hoa nhưng mà nàng ta lại dồn tâm trí lên người những đứa trẻ trong cung xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu chết ba đứa trẻ trong đó có một đứa là con trai của u đế hai đứa còn lại là con của những phi tân khác như vậy con trai của hoàng hậu nhất định sẽ trở thành thể tử u đế lệnh cho lãnh ngọc trinh điều tra kết quả điều tra cuối cùng là hoàng hậu âm mưu riêng người chương 774, tống thanh thanh một u đế giận dữ Hoàng hậu bị nhốt vào đại lao, chờ ngay chém đấu. Hoàng hậu bị răng. U Đế tại không tiến hành bất kỳ thẩm phán nào. Vụ án này không có cách nào thẩm phán. Một khi thẩm phán sẽ vạch trần thân phận nữ nhi của U Đế. U Đế nắm quyền hành chính là một vị minh quân. Từ khi thi hành chế độ quận huyện, cho dù xử lý quan lại nhỏ bé nhất cũng đều cần phải tam thẩm định tội, phải làm đến mức thận trọng khi dình người. Lần này U Đế không cần thẩm phán, Liên đổ tội danh ba vị tiểu hoàng tử bị thiêu chết lên đầu Hoàng hậu, muốn xử nàng ta cực hình văn võ bá quan liên tiếp dâng sớ can gián U đế từng giả trang thành hoàng hậu bô rèm nhiếp chính văn võ bá quan bao gồm cả dân chúng đều đổi xử tốt với hoàng hậu thế nhưng vụ án ba vị tử hoàng tử bị thiêu chết lại kinh động đến văn võ bá quan trong triều bọn họ nhao nhao thỉnh cầu u đế tha cho hoàng hậu u đế đương nhiên không cho kiên quyết muốn xử trảm hoàng hậu sau khi bãi triều dưới mặt nước nổi sóng ngầm gió nòi mây phun thế lực của gia tộc tu tiên bị u đế đắc tội bởi việc cải cách thi hành chế độ quận huyện rồi cuộc cũng tìm được cơ hội để ra tay. Thế lực của gia tộc tu tiên cũ và thế lực quan lại mới của chế độ quận huyện vậy mà lại liên kết với nhau trong chuyện này. Vô đế vốn định sẽ âm thầm xử lý hoàng hậu, dù sao thì chuyện này cũng không thể nào thẩm phán được. Nhưng bởi vì có một người đã sớm hiển kể cho hoàng hậu, lúc này mới khiến hoàng hậu bị nùng vào đại lao, mà không phải là bị u đế âm trầm xử lý. Người này chính là Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh liên lạc với thế lực bên ngoài cung, mượn thế lực của các lão lãnh chủ và quan lại mới, sau đó lên kế hoạch cho một cuộc chính biển ô đế thái hậu trung thuấn hoa cùng rất nhiều phi tần đều chết trong cuộc hôn loạn này cụ thể là có những ai ra tay ngay cả tông thanh thanh cũng không biết nhưng có một điều chắc chắn là có thú hóa nhân long nhân cổ sút các lão lãnh chủ và quan lại mới đã để lộ ra nanh vuốt của mình phương pháp luyện chế cổ sư phương pháp luyện chế thú hóa nhân thậm chí cả huyết mạch long nhân bọn họ đều có tất cả truyền thừa của thương sơn và mông trạch đều bị bọn họ chặn đứng bọn họ giàu những truyền thừa này đi thành lập ẩm bộ, âm thầm phát triển. Hạo khí lâu không ngừng truy tra cổ sư và thủ hóa nhân, không chỉ làm lung lay thể lực của các gia tộc tu tiên cũ, đồng thời cũng mối đe dọa dạ đổi với các quý tộc qua lại mới. Vì vậy, hai thế lực này hợp lưu, nhưng cơ hội này tàn sát hoàng cung, đồng thời cướp lấy thiên võ bí quyển, nhân hoàng quyển, truyền liên quyển, giả y quyển, mộng yểm quyển, các bí điển võ đạo đều bị thế lực mới cũ chia cát. Thế lực phản loạn nhân cơ hội này tiêu diệt hạo khí lâu, thuận tiện cũng giết chết u đề. Tuy rằng phe phản loạn đại thắng, nhưng bọn họ vẫn phát hiện ra phải có một vị hoàng đế mới có thể củng cố lợi ích của tất cả mọi người. Quả nhiên là nước không thể một ngày không có vua, vì vậy, đám người phản loạn này liền đề cử hoàng hậu một lần nữa buông rèn nhiếp chính. Chính cung hoàng hậu chưa từng can chính, chỉ có thể cầu cứu quân sư của mình là Tổng Tình Tỉnh. Nữ ngự y Tống Tình Tinh thể hiện tài trí hơn người, đã cân bằng lợi ích của phe cũ và phe mới. Đưa con trai của hoàng hậu lên làm hoàng đế, đặt hiệu là bản đề. Tuy bản đế chỉ là một vị vua bù nhìn, nhưng lại là thỏa hiệp giữa lợi ích của phe cũ và phe mới sau khi phán quyết được đưa ra mọi thứ vân như cũ điều duy nhất khác biệt là hạo khí lâu đã trở thành một nơi hữu danh vô thực không còn ai sợ hãi đà canh nhân nữa tống tinh tinh dần dần được hoàng hậu tin tưởng thăng chức lên đền tế tướng nắm giữ trung khu cân bằng âm dương dưới sự dẫn dắt của tống tỉnh tinh quân đoàn nhân tộc còn chủ động tấn công thương sơn kể từ sau khi cửu cát chém giết tiêu thành bình dưới thành kim đô toàn bộ thương sơn không còn ai chủ trì đại cục tu hóa nhân và cổ tu hoặc là quy phục các gia tộc lớn hay là triều đình quyền quý hoặc là rút lui về mông trạch cáo dài hơi tàn đại càn vương triều một lần nữa bước vào thời kỳ thịnh thể nhưng thời thịnh thế này chắc chắn không thể duy trì được lâu hiện giờ người ngồi trên ngai vàng không phải là con ruột của hoàng hậu mà là con trai của nữ tế tướng tông tinh tinh trước mắt này từ rất sớm tống tỉnh Tinh đã bí mật tráo đổi con của mình cho hoàng hậu sau vụ án tam hoàng nguyên nhân khiến tống tinh tinh liều chết nhiều lần để giúp đỡ hoàng hậu rốt cuộc là vì muốn cứu con trai của mình chương 775, tống thanh thanh hai niệt diên hà muốn trách thì chỉ có thể trách cửu cát năm đó cửu cát ở trong hoàng cung sùng hạnh tam cung lục viện cho dù là ô đề hoàng hậu thái hậu hay thậm chí là tông tỉnh tỉnh trước mắt hắn đều không bỏ qua cửu cát ai hoàng hậu lên tuông quả nắng. đáng thương ba đứa trẻ kia tống tỉnh tinh tướng công biết chuyện tam hoàng cửu cát tất cả ta đều biết ngươi cũng coi như là có dũng có mưu khó tìm được người thứ hai tống tỉnh tinh tướng công đáp nhiều năm không gặp ngươi có thể ở lại thêm vài ngày được không? Trong phủ có rất nhiều cô nương, đều tướng công bằng lòng cũng có thể vào cung, cửu cát, vào cung để đội nón xanh cho bản đế sao? Thôi vậy, hiện tại ta đang theo đuổi bất tử, không còn hứng thú với việc sinh con đẩy cái nữa. Sinh ra nhiều con cái như vậy, cuối cùng cũng chỉ là chém giết lần nhau, trở thành bì kịch của nhân gian. Tống tỉnh tinh, trên đời này thật sự có bất tử sao? Cửu cát, 50 năm trước, ta chỉ có vỏn vẹn chấm năm thọ nguyên, 50 năm sau, thọ nguyên đã tăng lên đến 700 năm, về sau sẽ càng ngày càng dài, cứ tiếp tục vòng tuần hoàn tốt đẹp như vậy, nói không chừng thật sự có thể trường sinh bất tử. Ngươi cảm thấy thiên hạ này còn thái bình được bao lâu? Cửu Cát lại hỏi. Tống Tỉnh Tỉnh cho mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói, trong vòng trăm năm nữa sẽ thái bình. Cửu Cát, sau trăm năm thì sao? Tống Tỉnh Tinh, ta không biết, lúc đó có lẽ ta đã chết rồi. Nghe vậy, Cửu Cát chợt sững người một lúc, sau đó tự rêu cười một tiếng, thọ nguyên hắn người cũng có cái tốt của nó bớt đi rất nhiều phiền não cửu cát chúng ta có thể gặp lại nhau cũng duyên phận ngươi nói cho ta biết ngươi muốn loại trừ ai ta có thể giúp ngươi tống tỉnh tỉnh suy nghĩ một chút rồi nói hiện nay gia sơn vững vàng dân chúng an cư lạc nghiệp chính lệnh thông xuân. thật sự không có ai cần phải loại trừ cửu cát sai rồi tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết người ngươi mua giết nhất chính là hoàng hậu à không đúng là thái hậu chỉ có giết chết thái hậu ngươi mới có thể nhận lại con trai bàn để với thân phận mẹ con lời vừa dứt ra tống tỉnh tinh kinh ngạc đến mức chết đứng bí mật chôn giấu trong lòng nhiều năm qua vậy mà lại bị cửu cát dê dàng nói ra chẳng lẽ hắn thật sự có thuật đọc tâm thái hậu quả thật đáng chết năm đó nếu không phải à ta ghen ghét ba đứa con của ta sao có thể chết trong biển lửa Con cái chết của ưu đế không thể đổ lỗi cho người khác chỉ có thể trách bản thân nàng ta thép buộc thực hiện chế độ quận huyện ác sẽ phải nhận lây hậu quả đi giết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thái hậu ta nhất định sẽ lấy mạng chó của ả ta báo thủ cho con ta người ngươi muốn giết thứ hai chính là hoàng hậu hiện giờ điều này ta khuyên ngươi đừng nên làm hoàn toàn là do lòng ghen tị mà thôi người ngươi muốn giết thứ ba chính là trần quốc đại tướng quân lư hạo khang kẻ này tám chín phần mười là đang nghiên cứu long nhân hơn nữa rất có thể đã nắm giữ huyền mạch long nhân nếu như hắn luyện thành cửu long cùng huyện hắn sẽ trở thành tiêu cát thứ hai ta sẽ tự mình đến lưu phủ xem xét nếu như kẻ này thật sự có ý đồ tạo phản, ta sẽ ra tay trước. Bóp chết hắn từ trong trứng nước, dù sao võ công của kẻ này nếu thật sự sánh ngang với Tiêu cắt năm xưa, các ngươi sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Tống Tinh Tinh đa tạ tướng công ra tay. Tinh Tỉnh vô cùng cảm kích, Cửu Cát đưa tay vuốt ve cảm Tống Tinh Tinh, nhìn dung nhan không chút lão hóa của cháu vái mỉm cười nói: "Công pháp mà ngươi tu luyện là Già Y Thần Công." Tống Tinh Tinh gật đầu, "Cửu Cát, tối nay ta sẽ ở lại đây." từ từ giảng giải cho người nghe về nhược điểm của giá y thần công. Đêm hôm đó, sau khi nghe cửu cát nói về cạm bay của giá y thần công, sắc mặt tông tỉnh tinh tái nhật, cửu cát đã tu luyện đến kim đan. Tất nhiên sẽ không chiêm tiện nghỉ của nàng, sau khi hấp thụ công lực của giá y thần công, hắn lại trả lại cho tông tỉnh tỉnh. Như vậy, tông tinh tinh dễ dàng vượt qua cạm bay. Thực lực tăng lên gấp bội, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của trúc cơ hậu kỳ, kim đầu, từ ninh cung, các cung nữ nhìn nhau, ngương Hắc không hiểu chuyện gì, thái hậu nương nương vậy mà lại dân một nam nhân vào cung hai người nói chuyện chưa được mây câu vậy mà đã thái hậu nương nương phóng túng như vậy các cung nữ thái giám trong cung chỉ hận không thể địt chặt tay mình lại tất cả đều run rẩy sợ hãi thái hậu tỉnh táo lại sẽ giết chết toàn bộ bọn họ trên giường phụng thái hậu thỏa mãn nằm gọn trong lòng cửu cát tức nguyện nhiều năm qua cuối cùng đã được tọa nguyện bà ta chỉ muốn thưởng cho tất cả mọi người trong từ ninh cung sao có thể tùy ý giết người Chương 776, Lưu phủ. Cửu Cát vốt ve hương mặt Thái hậu, đọc được tiếng lòng vui sướng của bà ta. Thái hậu thật sự vô tội, 30 năm trước, vụ án Tam hoàng tử bị thiêu chết, thật sự không phải do bà ta làm, mà có hung thủ khác. Hung thủ này là ai? Bản thân Thái hậu cũng không rõ, nhưng nếu Cửu Cát đoán không lầm, hắn là có liên quan đến thể lực mới và cũ trong triều đình. Vô đế cưỡng ép thực hiện chế độ quận huyện là nguyên nhân, vụ án Tam hoàng tử bị thiêu chết là kết quả. Ai? đứa trẻ bị thiêu chết kia cũng con của hắn Cửu các an ủi vỗ nhẹ vào eo thon của thái hậu mặc dù vụ án đã xảy ra cách đây 30 năm nhưng muốn tìm ra kẻ chủ mưu cũng không khó những kẻ chủ mưu này chắc chắn đều là những kẻ có địa vị cao chỉ cần cho một trong số bọn chúng chơi một ván cờ không khó để lần ra manh môi tìm ra hung thủ thực sự cửu cát những năm qua nàng đã chịu nhiều uất ức rồi để phu quân yêu thương nàng thêm lần nữa thái hậu dưng dưng nước mắt mật đầu tiếng kêu kỳ quái lại vang lên trong từ ninh cung ngày hôm sau tể tướng phủ trong tiểu viện cửu cát và nữ tể tướng tống tỉnh tỉnh lại một lần nữa đánh cờ cửu cát vô ăn tam hoàng tử năm xưa còn có ẩn tình kẻ sát hại ba vị hoàng tử không phải do lòng ghen tung của thái hậu thái hậu cũng chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi kẻ đứng sau dầu dân sông 50 năm qua mày ngươi và con trai của ngươi ra còn ai là người có lợi nhất tống tỉnh tỉnh để thiếp suy nghĩ nếu chỉ nói đến người có lợi nhất người đầu tiên chính là trấn quốc đại tướng quân lư hạo khang người này xuất thân bần hàn, được lợi từ việc cải cách chế độ quận huyện, từ một tiểu tướng trong quân đội, lập được vô số chiến công. ngay cả tư gia cũng bị người này dân quân tiêu diệt. nói như vậy, số mệnh cổ cũng có thể rơi vào tay người này. người thứ hai có lợi nhất, phong cử an, thúc phụ của u đế, được phong làm cửu vương gia, đại uy hầu. u đế muốn đẩy mạnh việc cải cách chế độ quận huyện, lúc đầu không có binh quyền, chủ yếu là dựa vào phong thị hoàng tộc, phong thị hoàng tộc nói cho cùng cũng lãnh chúa phong kiên hơn nữa là lãnh chúa mạnh nhất trong số đó. Phong thị hoàng tộc đương nhiên cho rằng, cái gọi là cải cách chế độ quận huyện chính là muốn sáp nhập toàn bộ đất phong của trăm họ thiên hạ vào phong gia. Phong gia là hoàng tộc, đất phong của phong gia tương đương với của gia, diện tích cung gia tương đương đất phong đất phong của phong thị hoàng tộc. Vì vậy, phong thị hoàng tộc tuyệt đối là thể lực ủng hộ việc cải cách chế độ quận huyện nhất. Có điều, đến giai đoạn sau của việc cải cách chế độ quận huyện, cô để một tay nam giữ hạo khí lâu, một tay nam giữ quân đoàn nhân tộc, con dao cải cách chế độ quận huyện lại nhằm vào phong thị hoàng tộc U đế vậy mà lại đem đất phong của mấy vị tiểu vương gia giao cho quận huyện quản lý mấy vị tiểu vương gia này tuy là họ hàng xa của U đề nhưng dù sao cũng họ phong là con cháu của hoàng tộc cách xử lý này của U đế khiến cho nàng ta trở mặt thành thù với phong thị hoàng tộc phong cử an vì ngăn cản việc cải cách chế độ quận huyện làm tổn hại đề phong thị hoàng tộc mà ra tay giết chết u để đề cũng đều dễ hiểu từ sau cuộc binh biến trong cung 30 năm trước các vị tiểu vương gia của phong thị hoàng tộc sông rất sung sướng đất phong của phong gia mở rộng gấp 10 lần gần như chiếm cứ nửa gia sơn đại cửu châu khả năng phong cử an âm ngư giết người cũng rất cao hai người này đều là người được lợi từ việc cải cách chế độ quận huyện lư hạo khang đại diện cho thế lực mới phong cử an đại diện cho thế lực cũ mà hai người này ra những người được lợi ít hơn cũng nhiều vô số kể cửu cát vậy thì bắt đầu điều tra từ lư hạo khang trước đi kết thúc một ván cờ cửu cát và tống tỉnh tinh ân ái một lúc liên hóa thành một lùa sáng biển mân trấn quốc tướng quân phủ nằm ở vùng đất trung tâm thương sơn trấn quốc tướng quân lư hạo khang là nhân vật cả 10 năm mới vào triều một lần từ lâu đã trở thành một thế lực độc lập giống như chư hầu trong lưu phủ chính thê của lư hạo khang là liễu thị đang vừa an vải vừa xem ba đứa con luyện võ ba đứa con của lư hạo khang hai trai một gái con gái lớn nhất là chị cả mặc một bộ y phục màu đỏ tư thể nhẹ nhàng dáng người thanh thoát tay cầm trường kiếm giống như dao long xuất hải Phi Yên Hồi Lâm, hai đứa con trai chỉ mới 11, 12 tuổi, là hai cậu bé mũ mĩm đáng yêu. Chúng cầm trường thương, cùng nhau tấn công về phía chị gái, chỉ vái tay cầm trường kiếm, lấy một địch hai, đối phó với hai đứa em trai một cách dễ dàng. Chương 777, Phong Cử An 1. Trải qua một hồi giao đấu, cô chị mặc y phục màu đỏ liên tiếp tung ra hai cước, đá bay hai đứa em trai ngã lăn ra đân. Hai đứa em trai còn muốn tiếp tục chiến đầu, cô chị nhíu mày, vung tay một kiểm, kiểm khí tung hoành, cắt đứt vài sợi tóc trên đầu hai đứa em trai liễu thị lên tiếng được rồi hải đường đừng dọa hai đứa em trai của con nữa đỉnh nhi dung nhi mau lại đây uống thuộc vâng thưa mẹ hai cậu bé mũ mĩm đi đến bên cạnh liêu thị liễu thị lấy từ trong ngực ra hai bình thuốc trong bình thuốc đựng một loại máu đặc quánh hai cậu bé ngửa đầu uống cạn máu trong bình sau khi uống xong cổ của hai cậu bé lập tức trở nên đỏ ửng vào xương phòng sau đó màu đỏ ửng trên cổ nhanh chóng lan ra mặt vẻ mặt liễu thị trở nên vô cùng nghiêm túc chỉ nghe bà ta nói sau khi ủa hóa long huyết nhân định phải vận chuyển toàn thân huyết khí nhanh chóng giao đầu với chị gái dốc hết toàn lực hai cậu bé gật đầu một lần nữa cầm trường thương tân công về phía cô gái mặc y phục màu đỏ liễu thị giận dò hải đường đường nương tay dạ cô gái mặc y phục màu đỏ vui vẻ đáp len canh len canh len canh. tiếng va chạm của binh khí trong tiểu viện vô cùng rõ ràng liễu thị nhấp một ngụm trà đen mà hạ nhân mang với hương vị đậm đà sảng khoái đúng lúc này một vị quảng gia đi đến bên cạnh liêu thị hạ giọng nói thạch tướng quân cầu kiến liêu thị đáp để ông ấy ở đại sảnh đợi ta sẽ đền ngay liễu thị nói xong liền xoay người rời đi thậm chí không thèm để ý đến ba đứa con đang luyện võ con gái lớn lưu hải đường ra tay với hai đứa em trai của mình không chút nương tay kiếm khí tung hoành trực tiếp nhằm vào người chúng kiếm khí tung hoành có thể chém nát mặt đan nhưng chém lên người hai đứa em trai chỉ để lại một vệt máu nhỏ lư hải đường không chút lưu tình tấn công như thể đang chút giận Lưu hải đường liên tục thi triển ra đoạt mệnh thập tam kiệt truy hồn đoạt phách kiểm xuyên tâm nhất kiểm cuối cùng cũng đánh bại hai đứa em trai ngã lăn ra đân trên người hai đứa em trai đầy vết thương tuy bị thương dân nặng nhưng màu đỏ ửng trên người đã biển mất thay vào đó là vô số vẻ nhỏ những chiếc vẻ nhỏ này sau khi hình thành sẽ dần dần biến mất cuối cùng biến thành làn da giống như người bình thường đỉnh nhi hỏi ngại đâu rồi có lẽ là đi gặp thạch thúc rồi dung nhỉ vừa xoa vai đau nhức vừa nói lư hải đường nói gì mà thạch thúc ông ta cũng đồ đệ của mẹ phải gọi là thạch ca mới đúng đỉnh nhì nói nhưng mà thạch thúc lớn tuổi hơn mẹ nhiều sao có thể gọi là thạch ca được dung nhì phụ họa đúng vậy không thể gọi là thạch ca được lư hải đường hừ lạnh một tiếng người không thèm cãi nhau với các ngươi nữa dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm đi xem thử mẹ lại dạy cho thạch ca võ công gì đỉnh nhì và dung nhì gật đầu đi theo chị gái. ba đứa trẻ đều có khinh công rất tốt căn bản không muốn đi đường bình thường trực tiếp nhảy lên mái nhà. Men theo mái ngó chạy một mạch, ba đứa trẻ nhảy xuống một cái cây to, nắp trong tán lá. Nhìn thấy trong căn phòng nhỏ có hai bóng người đang luyện võ, nhìn từ vóc dáng, một người trong số đó chính là mẹ của chúng, còn người kia có vóc dáng gầy gò, không giống thạch tướng quân. Dung nhỉ hỏi, nương đang luyện võ công gì vậy? Đỉnh nhì hỏi, chị, rốt cuộc mẹ đang luyện võ công gì vậy? Dung nhỉ nói, kỳ lạ. Hai người này làm sao lại cuốn lấy nhau vậy? Không giống như hai đứa em trai. Lư Hải Đường là con gái nên trưởng thành sớm hơn nhiều. Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, sắc mặt tái nhợt, phụ thân cao lớn uy vũ, nam tử trong phòng rõ ràng là một thư sinh. Nương vậy mà. Lư Hải Đường nói. Các ngươi mau xuống đi. Đừng có nhìn trộm người khác luyện công. Dung nhỉ nói. Chị, không phải là chị dân bọn em đi nhìn trộm người khác luyện công sao? Lư Hải Đường hung hăng chừng mắt nhìn hai đứa em trai. Thấy chị gái lộ vẻ hung dữ, hai đứa em trai lập tức sợ hãi, dù sao trên người vẫn còn đau đành phải leo xuống khỏi cây. Lư Hải Đường cũng nhảy xuống theo. Lưu Hải Đường nói, đi theo ta. Đi đầu, đấn tiền viện luyện võ. buổi chiều. Lư Hạo Khang dẫn quân trở về phủ. Trần Quốc tướng quân Lưu Hạo Khang có thân hình cao lớn uy mãnh so với người thường cao hơn một cái đầu. Phụ thân, Lưu Hải Đường dẫn theo hai đứa em trai ra nghênh đón phụ thân. Lưu Hạo Khang ôm ba đứa con vào lòng, trên mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Lư Hạo Khang hỏi, mẹ của các con đâu? Dung nhỉ đáp, mẹ đang luyện công nhân. Lư Hạo Khang nhíu mày, có phải đang bế quan không? Phụ thân, mẹ đang luyện công ở thiên điện, ngươi vẫn nên tự mình đến đó một chuyến đi. Lưu Hải Đường nghiêm mặt nói. Chương 778, Phong Cử An 2, không ổn, ta đã trở về rồi, mẹ của các con cũng không ra nghinh đón, đồ thầy bà ấy đang bế tử quan, tuyệt đối không thể quên lưỡng. Phụ thân, ngươi vẫn nên đến quay giày một chút đi. Lưu Hải Đường nói bóng gió, Lưu Hạo Khang khẽ gật đầu, trước khi bước vào thiên điện, ông ta dặn dò tất cả mọi người ở bên ngoài nếu thật sự có chuyện gì chỉ có thể để ông ta tự mình giải quyết nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của đại tướng quân sẽ mất hên lư hạo khang bước vào tiểu viện một vị thư sinh đang đợi ông ta lư hạo khang hỏi ngươi là ai vị thư sinh đáp cửu cát lư hạo khang nhang mắt tin lặng hồi lâu không nói một lời cái tên này như sấm rền bên tai lần đầu tiên lư hạo khang nghe thấy cái tên này hắn chỉ là một học sinh bình thường trong võ quán không thể nào Lư Hạo Khang lẩm bẩm tự nhủ, hắn không thể tin được nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mình, trên mặt người này không hề có dấu vết lão hóa. Cửu Cát nói: "Chúng ta chơi một ván cờ đi." Hai người ngồi xuống bàn đá trong tiểu viện, bắt đầu chơi cờ, một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen. Trong lúc chơi cờ, cả hai đều im lặng không nói. Lưu Hạo Khang suy đoán xem tại sao Cửu Cát lại xuất hiện, nhưng không dám hỏi thêm một câu nào. Ván cờ sắp kết thúc, Cửu Cát nói: "Ngươi cũng coi như là một nhân tài." vậy mà lại lợi dụng máu của long nhân sáng tạo ra bí pháp hóa long huyết cho dù là thân người cũng có thể cửu long cùng hiện lư hạo khang kinh ngạc ngươi lại có thể đọc được suy nghĩ của ta cửu cát mỉm cười không nói lư hạo khang nói tiếp 50 năm trước long nhân tiêu thành bình lục long cùng hiện bị ngươi chém giết trước vạn quân 50 năm sau võ công của ngươi đến cảnh giới nào rồi cửu cát đáp đỉnh cao võ đạo lư hạo xương cười lớn ha 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 từ 10 năm trước khi luyện thành cửu long cùng hiện Ta cũng đã đạt đến cảnh giới ấy. Cửu Cát thản nhiên, không phải ngươi là đối thủ của ta. Lưu Hạo Sương hừ lạnh, vậy thì càng phải lãnh giáo một phen. Hoàn đã. Cửu Cát đột nhiên lên tiếng. Lưu Hạo Sương nhíu mày, ngươi sợ sao? Sự tồn tại của ngươi có tác dụng chấn áp yêu thú, ma nhân và cả đám tà tu. Ta không muốn riêng ngươi. Vậy chẳng hay tôn giá đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì? Lư Hạo Sương lại hỏi. Chỉ là muốn cùng ngươi đánh một phán cờ mà thôi. Nói đạn Cửu Cát điểm mũi chân hóa thành một đạo quang mang rời đi. Võ công đã đạt đến đỉnh cao như lưu Hạo Xương Há có thể để cửu cát di dàng rời đi như vậy, hắn lập tức giơ cao hai tay, chín đạo kinh khí hình rồng đồng loạt xuất ra, tiếng long mông gầm thét bị cửu cát bỏ lại phía sau. Cho dù lưu Hạo Xương có dùng hết toàn lực cũng không thể chạm vào được vạt áo của cửu cát, cửu cát trở lại kim đô, tể tướng phủ, u đế và cả trung tấn hoa đều do một tay lưu Hạo Xương diên hại, Tống Tinh Tinh nghiến răng, ngươi không diệt han, Báo thủ cho tỷ tỷ sao? hắn tức phải chết nhưng nếu giết hắn ngay lúc này e là sẽ đánh rắn động cỏ tống tình tinh biến sắc ý ngươi là còn có kẻ đứng sau cửu cát gật đầu ngày mặt nghiêm nghị kẻ đứng sau không hề tầm thường nghỉ ngơi vỏn vẹn nửa ngày cửu cắt lại hóa thành một đạo quang mang bay về phía cửu châu hạo thiên phủ nơi ở của cửu vương gia phong quỳnh an tiểu quận chúa phong gia là phong lam một thân váy dài trang một đầu đội mũ miệng ngọc bích hai tay bưng một cái khay gô trên khay đặt một tông ngọc bài khác tên mình chỉ thấy tiểu quận chúa phong lam quỳ một gối xuông dõng dạc nói xin cửu thúc công chỉ dạy võ công vào đi một giọng nói giàn mua vang lên từ trong phòng phong lam vui mừng khôn xiết bước vào phủ tiểu quận chúa đi vào trong sân nhỏ nhìn thấy cửu thúc công đang cùng một vị thư dinh chơi cờ sức chùa của cửu thúc công vốn nổi danh thiên hạ vậy mà lúc này đổi diện với vị thư sinh kia lại mang vẻ mặt nghiêm nghị cửu thúc công lên tiếng con hãy chờ ở bên cạnh tiểu quận chúa phong lam hoan mãn ngồi xuống một bên hai mắt sáng rực nhìn cửu thúc công đây khí phách vị thư sinh kia mỉm cười nhìn hai người sau đó thản nhiên rơi một quân cờ không hề dừng lại chẳng bao lâu ván cờ đã đến hồi dây cấn phong quỳnh an càng lúc càng chậm rãi cửu các cũng chậm lại tốc độ đánh cờ đúng lúc phong quỳnh an đang do dự không biên đánh quân nào cửu cát đột nhiên lên tiếng hỏi mậu yểm nữ vương rốt cuộc đang ở đâu ngươi nói gì một tỉa kinh hoàng và bất an hiện lên trên khuôn mặt phong quỳnh an 30 năm trước ngươi đã âm thầm phái người thiêu chết ba đứa con trai của ta nên lúc triều đình đại loạn ngươi cầu cách với lư hạo xương hoàng nhất ca ngụy tử đống huyết tẩy hoàng cung sau đó ngươi không chỉ có được toàn bộ thiên võ bí quyển mà mộng yểm nữ vương còn truyền thụ cho ngươi tà thuật hoặc tâm bao nhiêu năm qua ngươi dựa vào tả thuật này hãm hại nữ tử trong tộc thậm chí còn dựa vào giá y thần công tu thành kim nan chương 779, kẻ đứng sau một bị kiểu các vài trần bí mật trong lòng Phong Quỳnh An cũng không che giấu nữa. Chỉ nghe hắn cười lạnh, oh. "Ồ, năm đó, tiên sinh với tu vi Kim Đan kỳ, đứng trước vạn quân chém chết Tiêu Thành Bình, lão phu ti cũng tu luyện đến cảnh giới ấy, nhưng lại chưa từng có cơ hội thể hiện trước mặt mọi người, cũng có phần tiếc nuối." "Chết đi." Phong Quỳnh An đột nhiên tung quân cờ màu đen trong tay ra. Linh quang bộc phát, đánh thẳng về phía cửu các, thế nhưng kỳ lạ là đòn ở cự ly gần như vậy, lại giống như đá chìm đáy biển, không hề gây ra chút ảnh hưởng nào thấy hai người vừa nói chuyện đã đánh nhau tiểu quận chúa phong lam rút kiểm kiếm khí như cầu vòng chém về phía cửu cát kỳ tiếu đương nhiên không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cửu cát chỉ chém chúng tàn ảnh của hắn mà thôi tiên khiếu của cửu cát nam quân cờ đen mà phong quỳnh an dùng để thi triển đạn chỉ kinh lôi ở cự ly lần rơi vào trong tiên khiếu của cửu cát nam luồng lực lượng kim đan kỳ oanh kích vào bộ lạc thạch nhân trong tiên khiêu trong bộ lạc thạch nhân này đã có hơn 20 mươi tê thạch nhân khổng lồ giờ phút này những thạch nhân này đang dục dịch Dự định thống nhất toàn bộ tiên khiếu của Cửu Cát, ong ầm ầm. Nam đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, năm tên thạch nhân khổng lồ bị đánh thành bột mịn, tên thạch nhân khổng lồ dẫn đầu đã chết. Một trận chiến trong tiên khiếu, tơ tan trong vô hình, Cửu Cát có thể dẫn công kích từ bên ngoài vào trong tiên khiếu để hóa giải, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Tiên khiếu tuy là một thế giới, nhưng bản thân nó vẫn cực kỳ mong manh, trừ phi sau khi đáp xuống đất hấp thu địa khí, tiên khiếu từ hư vô hóa thành thực thể lúc đó mới có thể thừa nhận công kích cử đại từ thế giới bên ngoài. Loại công kích vừa rồi, nếu mạnh thêm một chút, thậm chí có thể đánh xuyên qua tiên khiếu của cửu cát. Có điều, trong tiên khiếu của cửu cát, thực lực của thạch nhân cực kỳ cường đại, phòng ngự kinh người. Hoàn toàn có thể dùng để làm lá chăn cho tiên khiếu. Kể từ sau lần đại nạn đầu tiên, trong tiên khiếu của cửu cát đã xuất hiện thêm ba chủng tộc, nhân tộc, đà nhân tộc và thạch nhân tộc. Trong đó, nhân tộc là có giá trị nhất, thọ cổ chính là được sinh ra từ trong thôn trang của nhân tộc. Có được loại cổ này, Cửu Cát có thể trường sinh bất lão. Tiếp theo là đàn nhân tộc, đàn nhân tộc có rất nhiều cổ trùng gọi là đàn tuyển cổ, khiến nơi cư trú của đàn nhân tộc, thường có vô số linh tuyển, cho dù là sa mạc hay núi cao, thậm chí là hoang đảo căn côi cũng đều có linh tuyển chảy xuôi. Linh tuyển thay đổi hoàn cảnh, khiến tiên khiếu của Cửu Cát tự nhiên chuyển biến theo hướng có lợi cho việc tu luyện cổ thuật, cũng khiến trong tiên khiếu sinh ra rất nhiều cổ trùng độc đáo, ví dụ như thọ cổ chính là do hoàn cảnh tiên khiếu chuyển biến mà tự nhiên sinh ra, ngay cả trong thạch nhân cũng sinh ra cổ trùng loại cổ trùng thiên nhiên này có thể khiến thạch nhân thông minh hơn ngủ ít hơn cũng dễ dàng phát triển thành thạch nhân khổng lồ hơn mai ra trên người rất nhiều động vật cũng có cổ trùng cộng sinh tu cổ cộng sinh tất cả những điều này đều là bởi vì linh tuyển tràn lập khắp nơi chỉ có thạch nhân là có công hiến ít nhân phá hoại lớn nhất đối với tiên khiêu thạch nhân thích đào hang lúc đầu cửu cát còn rất thích bởi vì có thể mở rộng diện tích tiên khiếu lên cao thì lấy cao xuống thấp thì lấy sâu hang động mà thạch nhân đào ra vô cùng kiên cổ nhân tộc đàn nhân tộc và các loại chim bay thú chạy đều có thể sử dụng kẽ nhưng tiên khiếu của cửu cát cũng không phải là không thể đào thùng một khi bị đào thùng tiên khiếu sẽ bị phá hủy vì để tránh tiên khiếu bị phá hủy cứ cách một khoảng thời gian cửu cát sẽ đáp xuồng đắt hấp thu địa khí mỗi lần hấp thu địa khí mặt đất sẽ dày thêm một phần nhưng hạch nhân lại có số lượng nhiều nhất tuy phần chia chậm nhưng số lượng cơ sở lớn ban đầu cửu cát 10 năm mới đáp xuống một lần hiện tại cứ nửa năm lại phải đáp xuống một lần điên cùng hấp thu địa khí. Giờ phút này, những thạch nhân này càng ngày càng nhiều, dưới ảnh hưởng của suy nghĩ tàn bạo, thậm chí còn chuẩn bị phát động công tích với nhân tộc và đàn nhân tộc vốn luôn hòa thuận chung sông. Một khi bắt đầu tranh đoạt tài nguyên, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi. Cửu các nhân cơ hội này lợi dụng tiên khiểu hấp thu đạn chỉ kinh lôi của Phong Quỳnh An, cũng coi như là bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước, lấy ngoại kiếp đối nội kiếp, lấy kiếp ứng kiêm. Lúc này, cửu cát đã bay lên không trung, tay khẽ động, phong quang phá lãng xích đã xuất hiện trong tay cổ tay rung lên chương 780, kẻ đứng sau hai huyền quang thiên phong quang phá lãng xích đánh xuống phong quỳnh an quát lớn một tiều cảnh tự sáng màu lam nhạt như bong bóng nổi lên tuy bong bóng chỉ mỏng như vậy nhưng lại dễ dàng cản được đòn nặng nề của phong quang phá lãng xích phong quỳnh an liên tiếp bắn ra lôi châu bay ra tiếng sấm sét gầm rú cừ các một bên dùng phong quang phá lãng xích trong tay đánh lui một bên đánh tan những lôi châu đang ngầm dù kia Ha ha ha! Ngươi cũng chỉ có thế. Phong Quỳnh An được thây tấn công, hóa thành một đạo quang mang màu lam bay lên trời. Hai đạo quang mang đuổi theo nhau trên không trung, trong nháy mặt đã bay lên tận trời cao. Trên bầu trời, tiếng sấm rền vang, tiếng nổ vang lên không ngớt. Hai đạo quang mang một xanh một lam gần như chiếu sáng cả bầu trời. Trong sân nhỏ, tiểu quận chúa Phong Lam rút kiểm nhìn quanh, vẻ mặt vô cùng căng thăng. Trên bầu trời, cùng với tiếng sấm rền, quang mang màu lam đột nhiên lóe lên, lần như chiếu sáng cả bầu trời lại loe lên lần nữa. Quang mang màu lam không chỉ bao phủ bầu trời, mà còn chiếu sáng cả mặt đất. Ầm ầm ầm, tiếng nổ chấn động mang nhĩ vang lên, rõ ràng là hai bên đã đánh nhau đến mức kịch liệt. Cho sau 9 lần lóe sáng của quang mang màu lam, quang mang màu xanh dần dần yếu ớt, cuối cùng hóa thành một đường sáng bỏ chạy thục mạng. Một đạo quang mang màu lam bay trở lại sân nhỏ, chính là Phong Quỳnh An với mái tóc rồi bù. Phong Quỳnh An cười lớn, cừu cắt tiểu nhì, ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của lão phu trên bầu trời không có tiếng đáp lại phong quỳnh an và phong lam ngãng đầu nhìn lên nhìn trái nhìn phải xác định cửu cắt thật sự đã bị đánh chạy phụt phong quỳnh an phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt trắng bệch đầu ngón tay thậm chí còn run rẩy như thể bị co giật chỉ mới đối chọi thần thông với cửu cắt hai lần phong quỳnh an đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ vì để bảo toàn tính mạng hắn không tiếc hao tổn pháp lực tiêu hao cán nguyên kim đan thi triển cửu trọng lôi âm lúc này mới miên cưỡng bước lui cửu cát lúc này nếu không nhanh chóng bổ sung căn nguyên kim đan phong quỳnh an ít nhất cũng phải tiêu hao 200 năm thọ nguyên hơn nữa cũng không còn pháp lực kim đan kỳ nữa may mà hắn còn có một viên nhân đan phong quỳnh an vội vàng nói nhanh theo thúc công vào phòng tiểu quận chúa phong lam gật đầu lia liệm hai người vào phòng đóng cửa sổ lại phong quỳnh an run rẩy cười bỏ áo khoác ngoài để lộ thân thể về gò phong quỳnh an thở hổn hển nói nhanh chóng vận chuyển giá y thần công bổ sung căn nguyên kim đan cho ta tiểu quận chúa phong lam vâng dạ tuân lệnh phập mũi kiếm sắc bén một kiếm đâm thủng ngực phong quỳnh an ngươi ra tay chính là tiểu quận chúa phong lam múc phong quỳnh an phản ứng cực nhanh giơ tay đánh bay phong lam đập mạnh vào tường một cỗ lực lượng quỷ dị bao trùm toàn bộ căn phòng nhỏ mái nhà đột nhiên biến mất một đạo quang mang màu danh lá cây từ trên trời giáng xuông quang mang biến mất cửu cát hiện ra hắn đưa tay ra một con trùng dài màu lam chui vào trong hốc mắt phong quỳnh an phong quỳnh an điên cuồng co giật cả người run rẩy không ngừng. Tiểu quận chúa Phong Lam nhào vào lòng Cửu Cát, hai mắt đâm lệ, đầy tình ý, thủ đoạn nhỏ mà mộng yểm nữ vương Hà thuộc Hoa ban tặng, Trung Quy Vân không băng hái tình cổ, cái chết của ưu đế, nguyên nhân căn bản là do nàng không có võ công trần áp thiên hạ, là muôn cưỡng ép chi hành chế độ quận huyện, chết bất đắc kỳ tử là chuyện sớm muộn, không có lưu hạo xương, cũng sẽ có người khác ra tay. Phong Quỳnh An chỉ có thể coi là một trong những kẻ đứng sau. Cái chết của ba đứa con trai hắn hoàn toàn là do một tay hắn bày mưu tính kẽ, chỉ bằng điểm này hắn cũng phải chết hơn nữa mộng yểm nữ vương nhiều lần xuất hiện giúp đỡ phong quỳnh an rõ ràng là mộng im nữ vương cũng đang lợi dụng phong quỳnh an thứ mà mộng yểm nữ vương cần chính là mộng yếm quyền được cân dâu trong hoàng cung những thứ khác nàng ta căn bản không có hứng thú mộng yểm nữ vương hà thục hoa sau nhiều năm tu luyện như vậy thực lực của nữ nhân này hiện tại chỉ sợ cũng không thua kém gì mộng yểm ma vương năm xưa năm đó tiêu cắt có thể đối kháng với mộng yểm ma vương là nhờ vào số mệnh cổ sự đáng sợ của số mệnh cổ nằm ở chỗ nó là điểm tựa của ý chí thiên địa thế giới này ý chí thiên địa thế giới này hoàn toàn có thể dựa vào số mệnh cổ làm đường truyền trực tiếp ra tay điều này tương đương với thiên kiếp có ý thức loại thiên kiêm này có thể trực tiếp suy yếu thực lực của mộng yểm ma vương khiến tiêu cắt với thực lực tương đương kim đan sơ kỳ có thể dễ dàng tiêu diệt hãn ta